cho ra sống từng giây như như ấy, sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong, sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi. Sống tôi vui sống từng giây yêu thương quá, sống đáng sống vì tha nhân nên vui sống, phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. La 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 la. Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới, sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi, sống an vui thế đời ơi ta vui sống, sống như như thế mùa xuân luôn thắm tươi, xuân mãi thắm tươi, sống như xuân mãi mình đang như như thế, chính như như đó là quê hương ta sống, sống ta vui sống vì ta mãi mãi như, sống như như ấy đời đời mãi tình thôi. Sống tôi đang sống, đời ơi sao vui quá, tôi đang sống vì đời quá tươi vui, sống như đang sống đời vui tươi mãi mãi, sống đang vui sống từ nay mãi mãi như. Ra sống từng giây như như ấy, sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong, sống an lành quá lòng bao dung khắp. Thank you.
hãy đạo tràng của chúng tôi chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi sáng này chúng ta học xong cái phần của Long Vương. Chiều nay chúng ta sẽ học tiếp đến Tỳ Sa Môn Dạ Xoa. Tỳ Sa Môn Dạ Xoa Vương được giải thoát môn, dùng vô biên phương tiện cứu độ khổ chúng sanh. Tự tại âm Dạ Xoa Vương được giải thoát môn, quan sát khắp chúng sanh dùng phương tiện cứu hộ. Nghiêm trì khí trượng Dạ Xoa Vương được giải thoát môn, có thể giúp tất cả chúng sanh rất ác. Đại trí huệ Dạ Xoa Vương được giải thoát môn, xưng dương công đức của tất cả thánh nhân. Dạ Xoa là loại nào? Chúng ta thường hay nói là quỷ Dạ Xoa La Sát. Nhưng mà chúng ta thấy Phật Pháp có một cái điều kỳ diệu này, nhất là những cái bản kinh Đại Thừa. Người đời mà nghe nói tới quỷ Dạ Xoa là người ta nghe có cái gì rợn rợn, sợ sợ, đúng không? Nhưng mà Đạo Phật thì tất cả những cái loài chúng sanh ở trong pháp giới này đều có khả năng học, hiểu và tu chứng được Đạo Phật, chứ không riêng là loài người của mình. Rồi ở trong kinh thì nhất là những bản kinh Đại Thừa là loài nào cũng có thể tu chứng hết. Ở đây loài quỷ Dạ Xoa, nhưng mà ở đây không có dùng cái từ quỷ, Tỳ Sa Môn Dạ Xoa Vương thôi. Đầu tiên, cái người Dạ Xoa đầu tiên là Tỳ Sa Môn Dạ Xoa Vương được cái giải thoát môn là dùng vô biên phương tiện cứu khổ chúng sanh ác. Tại cái loài này là thức ăn nó không phải ăn bình thường. Là này là ăn thức ăn, ăn thịt, ăn ăn thịt người như mình đấy đó. Ăn các loại thịt tươi, thịt sống. Nói tóm lại là cái thế giới này là cái thế giới mà tâm tối xấu ác rất là nhiều. Nhưng mà cái Dạ Xoa Vương này á, thì
lại có một cái khả năng là gì? Cứu khổ được tất cả chúng sanh ác trong cái loài dạ xoa đó, hoặc là chúng sanh ác trong các cõi khác nữa nha. Ví dụ như cõi người của mình mà có những cái người làm ác thì cũng được xem là giống như hung dữ như quỷ dạ xoa, không? Ví dụ như bây giờ mình nói hai ba câu cái đỏ mặt lên chửi làm rần rần, cái mình nói dữ như quỷ dạ xoa la sát. Những cái loài này gần như là cái loài xấu ác ở bên ngoài, nó có một cái cảnh giới riêng của nó, nhưng mà ở nơi thâm tâm của chúng ta cũng vậy. Những cái điều mà xấu ác tối tâm đang đuổi nhất trong tâm hồn của chúng ta thì cũng được xem là cái loài hung hăng dữ tợn giống như quỷ dạ xoa như vậy. Thì dạ xoa vương thì sa môn đầu tiên này là có khả năng cứu thoát họ, làm cho họ thức tỉnh, không có còn đau khổ bởi những cái sân hận, những cái mà hung dữ để bị đọa lạc tầm luân tiếp tục nữa. Thật ra mỗi một loài có một cái người để có thể độ, mà cái hiện tướng làm dạ xoa vương, tức là làm vua của cái loài dạ xoa, thì trong cõi nước của họ, họ đủ cái lực, họ đủ cái sức, đủ cái quyền, cũng như là đầy đủ phương tiện, cũng như là ngôn âm, cái cách hành xử của họ để họ có thể thực hiện cái gì? Cái hạnh này là cái hạnh gì? Hạnh thứ tư trong bốn cái nhiếp pháp gì? Đồng sự nhiếp, đúng không? Vậy là cái người mà có khả năng dùng phương tiện cứu khổ những cái chúng sanh xấu ác ở trong quỷ dạ xoa này, hiện thân làm dạ xoa vương, tức là làm vua trong cái loài dạ xoa để cứu những cái loài xấu ác đó, thì rõ ràng là đây không phải là cái người phàm có thể tới đây để làm được. Như mình kêu vô loài quỷ để độ nó, mình làm nổi không? Mình đủ sức đâu, vô đó mình có thể mình thành quỷ hơn. Khó lắm. Ra đây là những cái vật giác ngộ thực sự, khi tới những cái cõi xấu ác họ đủ sức để vào và phải đủ sức để ra. Nên chúng ta thấy trong cuộc đời này có đôi lúc có những cái cõi mà với cái trí phàm của mình á, nghĩ tới mình còn không dám nghĩ, chứ đừng nói là mình tới đó để mình chơi. Nhưng mà các vị Bồ Tát vì thương chúng sanh xấu ác này, nếu mà tiếp tục đi theo con đường xấu ác đó thì tiếp tục trầm luân sinh tử, tiếp tục khổ não nữa. Các vị Bồ Tát thương tới để gì? Để quá độ, để ngăn chặn cái xấu ác của chúng sanh đó, đưa quay về với chánh pháp. Thì đây là một trong những người mà hiện thân của một vị Bồ Tát tới những cõi xấu ác để độ. Tự tại âm dạ so vương được giải thoát môn, quan sát khắp chúng sanh dùng phương tiện cứu hộ. Đây là kể những người mà trong cái cõi đó có khả năng này, có khả năng kia, và đang ở đâu? Đang chuẩn bị tham dự, phải không? Đang là những cái thành viên tham dự hội Quan Âm. Thành ra là trong cái hội Quan Âm không có thiếu sót ai. Cho nên cái này, điều này chúng ta mới thấy là cái cách mà giáo hóa của chư Phật, chư Đại Bồ Tát á, thì càng lúc chúng ta càng phải nói là đầy đủ cái lòng kính tin hơn, phải không? Củng cố cái lòng tin của chúng ta đối với cái hạnh Bồ Tát độ sanh. Không có cõi nào các vị không đi tới, thậm chí cả những cái cõi sâu xuống địa ngục. Đây là loài quỷ rồi ngạ quỷ rồi quỷ dữ rồi, thì cái cõi sâu hơn nữa là địa ngục các vị cũng tới, chứ không phải là các vị từ nan những cái cõi xấu ác. Nhưng mà vào đó không phải là vì cái tội mà vào, mà vì tới đó để cứu độ ai trong đó, trong cái tâm nguyện của các vị tới. Thành ra vị dạ xoa thứ hai là tự tại âm dạ xoa được cái môn giải thoát là gì? Quán sát, tức là thấy khắp tất cả chúng sanh dùng phương tiện cứu hộ, thì tất cả chúng sanh trong đó cũng có mình. Cho nên cái vị dạ xoa này á, là có khả năng cũng tới cõi người thấy được mình hung hăng, mình dữ tợn, mình ngu si, mình phiền não cái gì đó, là các vị này cũng tới được tới đây để cứu mình. Thật ra khi mà thấy chúng ta lâm vấp vào những cái chuyện mà cùng đường cục lối, khổ não, phiền muộn, sân si, hận quốc gì đó, thì cái vị xà xoa này cũng sẽ xuất hiện để cứu độ chúng ta, giống như vị Bồ Tát xuất hiện như vậy. Tại thường các vị Bồ Tát hiện thân làm dạ xoa, chứ thật sự là khi tới cõi người thì không còn là dạ xoa nữa.
tới cỡ người thì sẽ thành một người nào đó trí tuệ hơn mình để có thể giúp chúng ta vượt thoát. Nghiêm trì khí trượng dạ xoa vương, được giải thoát môn có thể giúp ích tất cả chúng sanh rất ác. Chúng sanh mà ở đây dùng từ là chúng sanh rất là ác, thì vị này là tên là nghiêm trì khí trượng. Vị này rất là sao? Rất là nghiêm khắc, rất là mãnh liệt mới có thể trấn áp được cái loài chúng sanh xấu ấy. Giống như chúng ta vào chùa, chúng ta nhìn thường thường các chùa hai bên, bên ông thiện, bên ông ác, không? Tức là hai vị hộ pháp thường để trước cửa chùa có ông lè lưỡi dài tiêu diện hộ pháp, chủ các loài cô hồn, tức là điều phục cũng như là quá độ được cái cõi âm đó, là một biểu tượng. Ở chùa có nhiều khi những cái chùa mà như chùa Bát Tông thì thường có chuyện này, chùa Nam Tông là chắc chắn là không có thờ vị Bồ Tát rồi, sợ các vị thiện thần không có dám thờ ông ác đâu. Nhưng mà Bát Tông thì sẽ có một cái nhìn mở hơn, các vị thấy rõ là người ác người hiền gì tới hội đủ duyên họ cũng có thể tu tập được. Và thậm chí những người ác đó nếu mà họ được thức tỉnh rồi á, thì họ sẽ trở thành những cái vị hộ pháp rất là đắc lực. Thành ra các vị Bồ Tát mà có khả năng độ những người rất ác á, thì là hiếm lắm. Thấy chưa? Ví dụ như mấy thầy mà có khả năng ở một chùa để giảng dạy Phật Pháp là chuyện này cũng không khó gì lắm. Nhưng mà ở trong cái nhóm mà xã hội đen, những nhóm mà nói chuyện ra là đâm là chém gì đó, là giết chóc, là thù hằn, là sai xỉn, là nhiễm nhơ, mà có một người để vô trong đó để độ mấy người này thức tỉnh đó, là điều này mình chưa dám nghĩ. Mình chưa dám nghĩ ở cõi người chúng ta thôi. Thì những người mà nói ra là đâm cái là chết, nói ra là chém cái là chết người khác, nói ra là bắn cái là chết người khác, và luôn luôn trong đầu nghĩ cái kế sách để có thể giết người, để thỏa mãn cái dục vọng, cái sân hận của mình. Mà muốn có một cái vị Bồ Tát để độ được người này thì rõ ràng là vị Bồ Tát này cái thần lực, cái năng lực, cái trí tuệ lớn lắm chứ không có nhỏ, mới có thể chuyển hóa người ta được. Chứ thường thường như tôi kêu tôi sống bánh xe 5 ngày để tôi độ mấy cái thằng bánh xe, tôi cũng đồ hàng nữa. Không, nổi bánh xe thôi chứ không phải là giật gọc giết chóc gì lắm, nhưng mà chắc chắn là mình chưa đủ lực này. Thật ra mỗi một cái đời có một vị Bồ Tát chúng ta thấy, nếu mà mình nhìn mình thấy rất là thương. Mà từ trước giờ chúng ta nói, đã từng nói với nhau rồi, nếu chúng ta bình tĩnh mà chúng ta ngồi lại nhớ, chúng ta nghiệm lại những cái, phải nói là cái hạnh mà thuận cũng như nghịch của các vị Bồ Tát á, chúng ta thương lắm. Thực tình là mình không đủ sức, với rất là nhiều chuyện mình không có thể so được đâu. Các vị Bồ Tát này sẵn sàng đi vào cõi ác. Ở ngoài ví dụ như mình tự chùa, mình đi ra bến xe, mình ngồi mình thuyết pháp nó nghe không? Chưa chắc, là ít lắm là cũng phải nhậu nó mấy thời, không? Rồi cũng phải ngủ chung, cũng phải xe xỉn, rồi cũng nằm lăn dưới đất với nó, để nó chấp nhận, nó nghe được là nói với mình mới thủ thỉ nó là thôi rút lui đi đường giang hồ, tới đây là thôi rồi ha. Từ từ như vậy thì hy vọng nó nghe. Cũng khó, không phải là đơn giản mà độ được một người, mà ở đây gọi là độ người rất ác. Có nghĩa là người đó là xã hội chịu chết rồi đó. Thì chỉ có mấy vị Bồ Tát mới xuất hiện những cái chỗ đó làm nổi thôi, chứ mình là đầu hàng. Thành ra những cái cõi mà xấu ác bình thường thì người thường có thể nói được. Nhưng mà nó ác vừa vừa là cái gì khá khá, nhưng mà cái này là rất ác thì phải thực sự là cao thủ. Ví dụ như mà chém người một dao chết người, nhưng mà vị này là phải một dao chết 8 người thì mới điều phục mấy thằng đó được. Không? Rồi khả năng đó, tức là về cái ác đó thì người này cũng không thua người kia, nhưng mà đó là hiện tướng thôi. Nhà đi sâu vô trong chúng ta thấy có một cái nơi mà thiện tài đồng tử đi tới đi học á. Có một cái nước mà thiện tài đồng tử đi tới, mà khi chúng mai mốt chúng ta học tới á, thì lúc đầu thiện tài đồng tử ớn lắm. Tức là tới vừa tới chỗ đó là có một người mới có phạm tội ăn cắp thôi là chặt đứt hai cái tay liền. Rồi có cái phạm cái tội ăn cướp giật gì đó, bỏ khối sai nghiến liền trước mặt thiện tài đồng tử. Có nghĩa là tất cả những cái hành phạt mà ghê gớm nhất là cái cõi đó nó hiện ra.
Thiện đại đồng tử rồi tới đó học đạo, lúc đầu choáng chịu không nổi. Vậy mình tới đây để mình tìm đạo lý mà sao thấy cái gì mà ra tay ác độc ghê gớm, người nào cũng bị bầm, bị dâm, bị chém, bị giết, gần như là không có ai chết toàn thây hết đó. Nhưng mà sau đó thiện tài sẽ ngộ ra. Đó, cho nên là phải tới nữa cái cõi xấu ác này để học được đạo lý, để nhận đạo lý là một điều rất khó. Lúc đầu mà cả cái trí tuệ Phật đạo của thiện tài đồng tử tới là còn bị choáng ngợp. Nhưng mà tới là để độ để người mà thực sự ác, chứ không phải là một hiện thân ác, thì là một cái chuyện rất là khó. Bây giờ mình thử tưởng tượng nha, mình đối diện với một người chuẩn bị giết mình. Nghe không? Mình đủ sức để mình có thể độ người ta. Xoa dịu thôi, đừng có chém, mình đưa tay, đưa cái dao lên chuẩn bị người ta xả xuống rồi đó. Bây giờ mình nói làm sao, mình dùng Phật pháp làm sao mà để nó để cái dao xuống, đừng có chém mình thôi là chuyện dễ không? Đừng nói là độ họ ngộ thành Phật thì mất công lắm. Đây là một chuyện rất là khó chứ không phải đơn giản. Thành ra cái năng lực Phật đạo mà đủ để có phải hóa giải được á, như chúng ta thấy cái hình ảnh mà của Đức Phật á, một trong những hình ảnh mà rất là được nhiều người, nhiều nhà vẽ thành những cái bức họa theo trong chùa, là hình gì? Hình có một con voi sai quỳ trước mặt Đức Phật. Chúng ta không có tưởng nổi cái cảnh đó đâu. Cỡ mình á, mình cong giò mình chạy, mà chạy chắc chắn là chạy cũng không lợi con voi rồi. Thấy cái cảnh mà con voi sai mà nó điên cuồng, nó hung hăng, nó chuẩn bị nó đưa chân lên nó dậm chết một người á, là chúng ta thấy kinh hoàng lắm. Nói thì mình bây giờ mình không có thấy cái cảnh đó, mình thấy nó thường. Thấy chưa? Khi mà chúng ta bị lâm vào cái hoàn cảnh đó, chúng ta mới thấy dễ sợ lắm. Trước cái sự hung hăng, hung tợn, điên cuồng đó đó, mà cái lực của Đức Phật, cái tâm từ của Đức Phật đó, đủ để có thể làm dịu con voi xuống, là thật là đúng là tu hàng vạn kiếp mới có năng lực này. Chứ trước một cái sự cuồng điên của một cái thú dữ là không có người thứ hai làm được đâu. Trong suốt lịch sử nhân loại không thể kiếm một người thứ hai đủ sức làm chuyện này. Cái hình đó thì chúng ta thấy rất là đơn giản đúng không? Nhưng mà có một người, có những người họa sĩ là hiểu sai hiểu sai cái từ tâm của Đức Phật, lại là vẽ cái hình Đức Phật đưa bàn tay ra, cái có năm cái đầu con sư tử hiện ra, cái con voi cúi xuống lại. Lúc đó không có cái chuyện khiếp sợ đâu. Đã nói sai là nó điên rồi, ở đó mà khiếp sợ không kịp đâu. Chỉ trừ cái từ tâm Đức Phật lớn đến cái độ mà tất cả những cái nóng bức, những cái điên cuồng nó tắt liệm. Đức Phật đủ sức làm điều này. Mà khi nó tắt liệm tất cả những điên cuồng, những cái nóng bức ở nơi nó rồi, nó rất là tỉnh. Và nó cảm nhận được cái lực, cái tình thương yêu quá lớn, cái lòng từ quá lớn của Đức Phật đang cứu độ nó, quỳ xuống liền. Quỳ xuống liền tại chỗ trước cái gì? Trước cái từ tâm của Đức Phật, chứ không phải quỳ trước cái lực. Ở đây không có nói chuyện cái lực để chiến đấu hơn thua, Đức Phật tuyệt đối không có chuyện này đâu. Xảy ra bất kỳ cái chuyện gì kể từ lúc mà đã chứng quả Bồ Tát, chứ đừng nói là thành Phật, thì Đức Phật không bao giờ sử dụng năng lực để mà hơn thua với ai cả. Tất cả đều là từ lực, thì có cái lực của cái từ tâm để hóa tán được cái nóng bức, cái điên cuồng, chứ còn không phải là dùng cái lực mạnh hơn để trấn áp. Đức Phật không còn sử dụng cái đó trong cuộc đời của Ngài. Thật ra nếu mà hiểu Đức Phật là dùng cái lực này, lực kia để trấn áp kẻ thù là chúng ta hiểu sai. Đó thì vậy là cái vị Bồ Tát này chắc là cái từ tâm lớn lắm. Ác đến cái độ mà rất ác ở trong kinh nói ở đây. Tức là người này là chắc chắn là một suy nghĩ nhỏ cũng có thể làm khổ cho hàng vạn người. Nó chứ đừng nói là một hai người. Tức là ác đến cái độ mà người ta có thể bị khổ sở ở dưới bàn chân của người này. Bị khổ sở với tất cả những suy nghĩ của người này. Thì vậy là nếu mà không dừng cái xấu ác này lại á, không có vị Bồ Tát để độ cái loài xấu ác rất ác này á, thì chúng sanh như mình cũng sẽ thọ nhận những khổ đau, thì chưa biết cái ông đó là cái ông nào, không? Mà dù xấu ác cỡ nào cũng có các vị Bồ Tát tới. Đó là điều mà chúng ta có thể tin được. Đối với Phật pháp thì có rất là nhiều chuyện để có thể hóa độ được rất là nhiều những người xấu ác đi theo đạo Phật.
Đại trí huệ Dạ Xoa Vương được giải thoát môn, xưng dương công đức của tất cả thánh nhân. Ông này thì khác hơn mấy ông trước rồi, phải không? Mấy ông trước độ ác, nhưng mà ông này là có một cái điều đặc biệt là với cái trí tuệ Dạ Xoa, mà Dạ Xoa đại trí huệ là ông này trí tuệ lớn rồi. Khả năng ví dụ như thấy một vị chứng quả A-la-hán như mình đủ sức để mình khen không? Ví dụ như bây giờ trước mắt mình có một vị A-la-hán ngồi thiền, cho tới mình đi theo dõi cái cuộc đời tu của người này đi nha. Vì ổng kể từ ngày ổng xuất gia, rồi ổng ăn chay như thế nào đó, ổng lễ Phật như thế nào, ổng sám hối như thế nào, rồi ổng tọa thiền như thế nào, tất cả những cái hành động đó thì mình đều theo dõi, mình thấy hết á. Cho tới một ngày ổng chứng quả là hán, nửa đêm ngồi cái sáng rực nguyên một cái vùng như vậy. Cái mình bắt đầu mình viết ca, viết kệ, viết sách rồi đủ hết, mình ngồi đó mình khen tặng đúng không? Đúng được miếng nào? Đúng được nhiều khi mình khen vị thánh nhân. Chúng ta không đủ sức đâu. Có nói đi nữa thì cái nhìn theo kiểu phàm phu của mình là đã nhiều năm lưng không dính chiếu rồi ha, tối rồi ngồi kiết già để mà thiền định rồi, để nhập được những định đó, vượt qua cái tứ thiền rồi bát định, rồi vượt qua được cái phi tưởng phi tưởng xứ thiên, rồi chứng được cái quả diệt tận định này nọ nọ kia đó. Thì giỏi lắm là chúng ta nói chừng đó thôi à. Nói chừng đó là giỏi lắm rồi đó. Nhưng mà giờ hỏi cái cảnh giới nhị thiền là cái gì mình không biết, nghe nói vậy chứ mình đâu biết được. Ổng phải vượt qua mấy cái đó, không? Phải trừ được là 10 cái kiết sử, tham sân si rồi đó, rồi phải tiêu trừ hết, vân vân. Tất cả những cái khen tặng của mình là chừng đó. Chứ còn thực sự mà thấy cái cảnh giới của thánh nhân vượt thoát phàm trần, vượt thoát tam giới này là chúng ta chưa đủ cái trí để chúng ta thấy, chưa đủ cái trí để chúng ta hiểu cái cảnh giới của một vị thánh. Cho nên nếu mà có gọi là có trí tuệ, mà ở đây là Dạ Xoa có trí tuệ thật sự để thấy được những cái tầng bậc tu chứng của một vị thánh nhân, thấy một cách rất rõ ràng từng cái bước đi của các vị này, thì rõ ràng ông này không phải những người phàm nữa rồi. Thế nên nếu mà không có ở cái tầng La Hán, là ở tầng A La Hàm, thì không đủ cái trí để có thể khen vị A La Hán. Ví dụ như một vị chứng quả A La Hán rồi, nhìn thấy một vị Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, thấy rất rõ từng cái đường đi nước bước của vị này, biết chắc rằng người này phá được bao nhiêu kiết sử, chứng được cảnh giới gì, cho tới các vị A-la-hàm cũng vậy, là chứng được cái gì và còn cái gì chưa chứng mà không chứng quả A-la-hán được, thì vị A-la-hán thấy rất rõ. Và khi mà một vị A-la-hàm mà chứng quả A-la-hàm, họ cũng không thấy họ còn bị kẹt ở chỗ nào. Cái dụng công tu tập đó, mình phá được cái đó, mình chứng quả A-la-hán rồi mới có cái tuệ của thánh đó, mới thấy là trong mấy chục kiếp vừa qua mình vẫn còn hoài cái vị trí A-la-hán vì cái chút kẹt đó. Thì tới chừng đó họ mới thấy được, chứ họ không thấy nổi đâu. Ra ngay trong cái cảnh giới của mình kẹt mình sẽ không thấy, chứ mình thấy là mình hết kẹt, thấy một cái là vượt qua cảnh giới đó liền. Cho nên ví dụ muốn khen một vị thánh nhân A-la-hán thì vị này là cũng phải không có thua vị A-la-hán thì mới đủ sức để khen. Còn khen cái kiểu phàm phu của mình á, thì ví dụ như bây giờ mình khen Đức Phật là sao? Phật là người lìa bỏ vàng sang nhung lụa, danh vọng mà phú quý, đúng không? Ăn ngon mặc đẹp, vợ đẹp, con xinh gì đó vân vân. Chúng ta sẽ có thể ca Đức Phật theo cái kiểu đó, người ca Đức Phật theo cái kiểu đó là kiểu phàm phu. Dính gì? Cái chuyện mà lìa bỏ cái nhà cao cửa rộng rồi sống đời sống không gia đình, rồi vô rừng sâu rồi ăn chay rồi nằm đất rồi khổ hạnh nhiều năm, khen vậy có dính gì Đức Phật đó? Không có dính tới đâu hết đó. Không có tới đâu về cái chuyện của Đức Phật hết đó. Ví dụ như trong kinh Nguyên Thủy, Đức Phật nói là sao? Nếu mà nói khen tặng Như Lai thì các ngươi khen như thế nào là đúng nghĩa? Ví dụ như nói Đức Phật là người gì? Người đã gì? Đã biết được, thấu hiểu được dục, không? Tức là người đã hưởng cái dục vị, nhưng mà người thấy rõ cái dục quạn, và người đã gì? Có được cái dục thoát ly. Thì trong lúc làm hoàng thái tử là ở trong cái hoàn cảnh nào? Ăn sung mặc sướng, giàu có danh vọng, mà đang hưởng cái dục vị. Tức là Đức Phật là người có đầy đủ cái dục vị, nhưng mà Đức Phật thấy cái nguy hiểm của dục,
Cho nên thấu hiểu được cái dục hoạn. Và khi thấu hiểu được cái dục hoạn rồi thì sao? Tu tập để có được cái dục thoát ly. Đó là một cái lời khen theo cái kiểu mà thường thường á. Nhưng mà khen kiểu vậy thì Đức Phật cũng có thể tạm chấp nhận mình được. Nghe chưa? Rồi khen Đức Phật là người lìa thoát gia đình, sống không gia đình, có khổ hạnh bao nhiêu năm. Chứng quả gì thì nói chứng quả gì thì kêu cái kiểu nói mình thôi. Chứ mình hiểu Đức Phật chứng quả Phật, chứng Phật quả, chứng quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác gì gì đó. Chỉ là khen chung chung vậy thôi. Chứ chúng ta đâu có biết nghĩa cảnh giới của Thánh Hiền nổi. Cho nên vị đại trí huệ này được cái môn giải thoát là thấy tất cả những công đức, phước đức. Đó, ví dụ như bây giờ nói về cái một bài pháp của Đức Phật, trở lại chuyện sáng đi, chúng ta nói một bài pháp của Đức Phật thôi mà nói đời nào cho hết. Cách nào mà đủ cái trí tuệ để nói được một cái bài pháp của Đức Phật đó, thật sự mà nói từ xưa giờ trong thế giới của mình, thế giới nhân loại này, chúng ta nói là gom hết cái trí của nhân loại chúng sanh, cộng thêm các vị chư thiên ở ba cõi, đúng không? Mà gom tất cả những cái khả năng hiểu biết của mình để khen tặng Đức Phật về một bài pháp thôi, đừng có nói nhiều. Về một sát na làm công tác Phật sự thôi, công đức của Đức Phật trong vòng một sát na thôi là cả cái tam giới này chưa đủ ngôn ngữ để có thể diễn tả hết. Chỉ cõi phàm mình làm gì đủ sức. Nói chuyện đúng sai, nói chuyện kinh điển rồi của Đức Phật là chúng ta chắc chắn là không có rồi, không có khả năng đó rồi. Cho nên là một người mà đủ khả năng để tuyên dương, để xưng dương cái gì? Công đức của tất cả thánh nhân thì rõ ràng là một trí tuệ lớn, đủ để có thể thấy các vị thánh này có công đức bao lớn để có thể xưng dương, để có thể ca tụng cho một người khác nghe. Thì rõ ràng là trí tuệ vô lượng vô biên mới có khả năng xưng dương vô biên công đức, phước đức của các vị thánh nhân. Khen cái kiểu như mình thì dễ quá rồi, đúng không? Mình có thể nhịn ăn được 3 tháng, 5 tháng, 5 ngày, 7 ngày ăn chay được mấy năm rồi, nó nằm đất mấy năm rồi, đi đầu trần chân đất bao lâu rồi, mấy cái chuyện đó là mấy chuyện dễ nói lắm. Người phàm phu mình làm cái gì, các vị thánh nhân chỉ cần nói một câu đủ hết rồi. Nhưng mà các việc làm của một vị thánh thì cả đời mình nói không hết, cả đời mình nói không đủ. Đó là việc mà chúng ta mới thấy rằng tất cả những cái hạnh của các vị thánh thì thật sự là người phàm mình không biết hết, không biết hết đâu. Cái khả năng của mình nó hạn hẹp lắm, cái trí tuệ loài người nó nhỏ nhiệm lắm. Trí tuệ loài người được so sánh trong kinh là gì? Giống như ngọn lửa con đom đóm mà. Còn trí tuệ các vị thánh giống như gì? Ngọn núi Ngũ Hành Sơn à. Không có so được cái gì hết. Cho nên là lửa đom đóm giữa đêm thâu soi sáng được cái gì? Không có được cái gì hết á. Diệm nhãn chúa dạ xoa vương, được giải thoát môn, đại bi trí quán sát khắp tất cả chúng sanh. Đây lại thêm một cái vị dạ xoa nữa. Thì dùng đại bi này quán sát thôi, tức là thấy được cái khổ do cái tình thương mà quán sát chúng sanh để nhận thấy được cái khổ và có khả năng để cứu khổ các loài chúng sanh. Thì cái này nó cũng thường hơn mấy cái kia thì chúng ta cũng đã có đọc qua những cái ý này rồi. Kim cang nhãn dạ xoa vương, được giải thoát môn, các thứ phương tiện lợi ích an lạc tất cả chúng sanh. Này trước chúng ta đã học rồi, không? Tức là vị này thì có cái phương tiện là gì? Làm cho tất cả chúng sanh được an lạc. Thì một công phu mà có thể khai được cái tuệ, sống được một cái đời sống thực sự an lạc ở trong tam giới này và có được phương tiện để giúp người khác an lạc thì chứng tỏ rằng cái công phu công hạnh người này cũng không có vừa, rất là lớn, đúng không? Ngay cả bây giờ chúng ta sống ở đây mà, chúng ta thấy một người bạn mình bên cạnh mình thôi, họ bị bất an bởi một chuyện gì đó, rồi mình tới mình khuyên can cả ngày nhưng người ta an nổi không? Rủ đi chơi chung, mà rủ đi xem phim ca hát cái gì gì đó, thậm chí rủ đi nhậu luôn nữa, về hết bất an không? Không hết, chưa chắc là mình theo người đó một tuần một tháng là người đó hết. Tại vì sao vậy? Tại mình chưa phải là một người bình an thực thụ. Cho nên muốn được bình an cho một người nào đó thì chính bản thân chúng ta bình an.
muốn mang tới hạnh phúc cho một người nào đó thì chính bản thân chúng ta phải được hạnh phúc. Chúng ta không có những điều này khó có thể đem lại bình an cho người khác lắm. Cho nên quỷ dạ so la sát này, quỷ dạ so này là được gì? Cái gọi là phải một cái bể bình an thật sự mới có cái năng lực làm cho chúng sanh khác được bình an, được an lạc, chứ nếu không thì rất là khó. Thật ra ở cái cuộc sống này, khi mà chúng ta là cái người Phật tử cũng như là những người xuất gia, và nhất là những người xuất gia mà tu tập một thời gian rồi có cái tâm gọi là đi độ đời ha, đi giáo hóa chúng sanh, gọi là đi làm Phật sự vậy đó, cũng thăng tòa thuyết pháp rồi đó. Trước hết là chúng ta phải coi lại coi mình tới đâu cái đó. Giữa cái thuận nghịch của cuộc đời này, chúng ta có đủ sức bình an chưa? Bình an thôi, chưa có nói gì lớn. Xảy ra những chuyện bất trắc, chúng ta bình an nổi chưa? Chúng ta đủ sức để vượt qua một số những khó khăn cuộc đời. Chúng ta đã giải quyết được hết những cái thù hằn nơi tâm của mình chưa? Thật sự nơi lòng mình không còn oán hận ai chưa? Không còn phiền muộn ai chưa? Nếu chưa được thì khoan hả vội, phải không? Phát tâm đó là cái tâm độ đời là có một vị Bồ Tát, nhưng mà non lắm, chưa có đủ cái độ sâu của tâm linh để có thể chuyển hóa người khác. Chúng ta mang cái bất an mà đi giáo hóa người khác thì thua rồi, không được đâu. Cho nên tu tiếp, thấy chưa? Nên ẩn nhẫn ở trong chúng mà chúng ta tu tiếp. Đừng bao giờ nữa phát một cái chí nguyện lớn lao để cứu độ chúng sanh muôn loài trên cái nền tảng tâm bất an. Nhưng mà thời này cũng có nhiều Bồ Tát cũng non quá, phải không? Thương chúng sanh quá, gấp rút làm Phật sự. Làm rồi hồi khóc bù lu bù loa. Mình còn khổ hơn chúng sanh khi mà bắt đầu đụng chuyện nữa là thôi luôn á. Không có độ được ai hết đấy. Dũng kiện tí dạ xoa vương được giải thoát môn, khắp vào nghĩa lý của tất cả pháp. Ông này lại có một cái trí tuệ rất là đặc biệt là cái gì? Nó gần giống như là Như Lai Ứng Biến Cung, Như Lai Ứng Biến Tri Minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải. Tức là tất cả những cái nghĩa lý ở thế gian cũng như ở Phật pháp người này thấu tột đó. Thì mà sanh được cái trí này là khó, không phải dễ để công phu, mà để chúng ta có thể hiểu được những cái thuận nghịch của thế gian thôi đã là một cái chuyện rất khó với mình rồi. Còn có những cái trí tuệ của Phật đạo làm sao vô được. Ví dụ như bây giờ những cái trí tuệ do cái công phu thiền định đi, thì đạt được tới cái chứng được tới cái quả Tu Đà Hoàng thôi. Thì cái trí tuệ của người Tu Đà Hoàng là gì? Với người thường như mình sao mình biết để mà nói, đúng không? Ví dụ như họ chứng quả Tu Đà Hoàng là họ đã phá được kiết sử gì? Tâm an lạc ở cái tầng nào? Thấu hiểu được chân lý gì? Thì như mình đường đâu để mà nói. Nhưng mà vị này lại thấy được. Thì vậy là đối với Phật pháp, đối với những cái cảnh giới của thiền định á, mà chúng ta đủ sức để chúng ta đi vào tất cả những cái nghĩa lý của nó để thấu tột, thì đó là một cái chuyện rất là khó, không phải dễ đâu. Từ cái định của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ này nọ, thức vô biên xứ, vô sở xứ gì đó, phi phi tưởng xứ gì, tất cả những cái thiền đó người này đủ cái trí tuệ để đi vào. Không phải là hiểu theo cái kiểu giải thích ngôn ngữ nữa, mà đủ trí tuệ để thâm nhập tất cả những thiền định đó. Rồi đạt được cái định của các vị thánh nhân là chứng cái diệt thọ tưởng định ở chứng quả A-la-hán, thì người này đủ cái trí để thâm nhập vào cái thiền định đó để thành một vị A-la-hán. Tại vì á, cõi mình á, thì lý luận nhau để hiểu về cảnh giới, nhưng mà muốn nói tới mấy vị này là mấy vị này không phải là lý luận, mà mấy vị này đã chứng được những cảnh giới đó để có cái gì, cái kinh nghiệm sống từ trong cảnh giới chứng đắc của mình mà nói ra. Hai cái được con đường khác nhau, thấy chưa? Cho nên phàm phu cứ hoạt động tâm thức để hiểu này, để tưởng cái kia, nhưng mà các vị thánh thì không có. Các cảnh giới này thì không thể đi vào bằng ý tưởng, bằng kiến thức, bằng kinh nghiệm đâu, mà là chân đắc thật sự tới cái cảnh giới này. Cho nên muốn hiểu được nghĩa lý của tất cả Phật pháp cũng như các pháp thế gian là một người có trí tuệ phải là siêu sức. Người này nếu mà dùng một cái từ khác là đã giải thoát, đã giác ngộ rồi.
không giác ngộ giải thoát thì không thể nào hiểu được nghĩa lý của tất cả các pháp. Đó là điều mà chúng ta phải thấy. Cho nên là dù là dạ xoa đúng không, nhưng mà cũng chứng đắc, đắc được những cái chiều sâu tâm linh thực sự, đạt được những cái quả vị thánh hiền thực sự, nhưng mà hiện tướng làm dạ xoa. Cỡ như mấy vị này thì muốn hiện ở đâu rồi hiện rồi. Ra cái phát tâm phát nguyện đi độ những cái loài dạ xoa, cho nên mới vào cái cảnh giới này. Dũng địch đại quân dạ xoa vương, được giải thoát môn, hộ vệ tất cả chúng sanh, khiến điều trụ nơi chánh pháp. Vị này lại có một cái điều khác là giống như cái gì? Giống như vị hộ pháp rồi. Nói chưa? Có khả năng là hộ vệ tất cả chúng sanh trụ ở nơi chánh pháp. Tới giờ chứ cũng khó lắm. Ví dụ như mình đi, mình bây giờ mình học Phật pháp bao nhiêu năm trời ở đây mà mình gặp được ông dạ xoa này để giữ mình trụ hoài trong chánh pháp là cái phước mình lớn lắm. Nghe chưa? Chứ vị này thì sẵn sàng giữ mình trụ trong chánh pháp rồi đó. Nhưng bây giờ mình học Phật ít bữa, mình theo vị sư thầy nào đó mình học đạo một thời gian, thì cái hồi mà gặp được, hồi mình học tới mình thấy mình cũng tâm quyết lắm nha. Nghe bài giảng mình cũng tâm quyết tu hành ghê gớm lắm, rồi cũng quyết tâm quyết tử, quyết lìa bỏ mọi cái để mình tu tập. Nhưng mà tự nhiên cái mình có chuyện gì đó, cái mình thấy vị thầy này nói chứ không đâu làm được, cái tự nhiên cái mình nản, nản cái mình bỏ tu, có không? Có nhiều rồi không thèm đi chùa luôn nữa, bỏ chùa một thời gian. Rồi mình nghĩ là mình sẽ sống một đời sống gì của mình nó còn hay hơn cái ông thầy này, ông nói nhiều lắm, nhưng mà thật sự là mình sống đời sống riêng tư của mình. Hồi cái mình thấy mình cũng đi đâu mất tiêu luôn, lìa chánh pháp luôn. Thật ra mà cái tâm mà kể từ khi chúng ta phát khởi tu hành cho tới hết một đời này và mãi mãi những đời sau mà chúng ta an trụ nơi chánh đạo là một cái chuyện khó lắm, không dễ đâu. Mà cho tới bây giờ chúng ta gìn giữ được mình á, an trụ trong chánh pháp từ đây tới suốt đời, không có cái gì làm cho chúng ta bị thối thất, là cái chuyện dễ không? Đã là khó rồi đó. Nhưng khi mà bỏ cái thân mạng này để chúng ta an trụ trong chánh pháp nữa là khó còn hàng ngàn lần hơn nữa. Rồi cho tới khi ta thọ thân đời sau để chúng ta sanh ra đời được an trú trong chánh pháp nữa là chuyện nghìn trùng khó khăn, không phải dễ đâu. Ví dụ như chúng ta ở đây nè, có những người thì rất là trẻ đã biết Phật pháp và quyết tu quyết tử rồi, quyết lìa bỏ tất cả mọi cái để sống cho hết cái cuộc đời này cho chánh pháp, cho Phật đạo rồi. Thì người này là cái người gọi là cái gì? Thiện căn được khôi phục sớm. Nhưng có những người tới 50-60 tuổi mới bắt đầu lần mò đi chùa, ngồi nghe giảng rồi ông thầy cũng giảng rồi mình nghe mình cũng gật đầu chứ mình cũng không hiểu gì nhưng mà cũng muốn nghe. Ví dụ vậy thì đó cũng là một chút thiện căn của mình để mình hướng về chánh pháp thôi, chứ thực sự là nói mà mình có khả năng để an trụ chánh pháp là chưa chắc. Nhưng nếu lời này mình nghe mình không có hiểu được cái gì lắm, nhưng mình phát tâm phát nguyện là mình sẽ cố gắng tinh tấn tu hành đúng với những cái điều mà mình đã hiểu biết, để mình gieo duyên lành, gieo cái chủng nhân đối với chánh pháp, để đời này và đời sau chúng ta sanh ra được gặp chánh pháp sớm hơn, để chúng ta tu tập tốt hơn. Ví dụ vậy thì giữ tâm nguyện đó cho tới cái phút cuối cùng trong cuộc đời của mình, và đừng bao giờ để cái tâm đó thay đổi. Thì hy vọng đời sau chúng ta ra đời biết Phật pháp sớm hơn chút, tu tốt hơn đời này chút. Chứ cũng khó, không có đủ cái gọi là cái vốn để đời sau được sinh ra là gặp chánh pháp đâu. Thế vậy mà muốn an trụ trong chánh pháp đời này kiếp nọ cho tới một ngày chúng ta đạt ngộ giải thoát là một cái gì đó khó lắm, một sự phấn đấu rất là lớn. Thậm chí cả những cái vị xuất gia thật, khi mà chúng ta chưa đủ cái chánh kiến Phật đạo á, thì chúng ta không đủ sức để trụ trong chánh pháp. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Nhưng trong chúng ta này ai đủ chánh kiến rồi? Ai đủ chánh kiến rồi? Không đủ chánh kiến là coi như là cái việc mà trụ trong chánh pháp của mình còn lung lay. Nếu một ngày mà chúng ta thấy một cái điều rất là chắc thật rồi ha, không có cách nào có thể làm chúng ta thối chuyển được. Đạt tới cái mức độ bất thối chuyển nói chánh pháp Phật đạo, tức là chúng ta có đầy đủ chánh kiến, đầy đủ chánh trí để chúng ta hiểu rõ chân lý của Đức Phật, chúng ta biết chắc
rằng mình không bao giờ thay đổi được đối với Phật đạo nữa. Dù là hàng ngàn cái thân mạng này tan biến đi nữa, mình vẫn trụ vững trong chánh pháp. Ai có được cái này? Khó lắm. Tới đây thấy vậy là ghê lắm rồi đó. Tới đây cảm giác là mình bất thối chuyển đối với chánh pháp là chuyện không phải dễ đâu. Nếu mà trong này, trong đời này mà chúng ta không có được cái tâm này, chúng ta không tới cảnh giới này, mặc dù mình chưa có ngộ đạo, nhưng mà với cái thấy hiểu và cái công phu cả đời của mình, với cái việc tu tập và sống với đạo lý cả một cái đời này của mình, mà bây giờ mình đủ cái tự tin đó là một cái điều khó rồi đó. Không thấy chắc chắn rằng cái kiểu chết nào chết, giờ nào chết, cái kiểu gì, trong cái hoàn cảnh tốt, hoàn cảnh xấu gì gì đó, loạn lạc, phân ly cái gì đó, thì chúng ta vẫn vững vàng bỏ cái thân mạng này để đời sau chúng ta an trụ trong chánh pháp, dù không phải là người. Chúng ta đi cõi trời, cõi nào hơn cái cõi người nữa, để chúng ta tiếp tục tu tập. Ở cõi nào vẫn tiếp tục tu tập ở cõi đó. Nếu mình thấy rất là vững ở nơi tâm mình như vậy thì hy vọng là chúng ta làm sao? Có thể an trụ trong chánh pháp bền lâu được. Còn bây giờ là hỏi thiệt nha, dám kiên nhẫn ở một chùa tu suốt đời không? Nó chưa chắc đâu thầy ơi. Con cũng không biết con làm sao nữa. Cái câu mà con cũng biết con làm sao rồi, cái câu mà thầy cứ không có trách nhiệm với cuộc sống của mình, hỏi bây giờ tôi bây giờ tính làm sao nữa vậy? Con cũng không biết con làm sao nữa. Mình không biết mình sao mà trời mà biết mình. Vậy mà cứ nói hoài cái câu đó giống như mình đi gạt người ta vậy đó. Hỏi bây giờ con muốn tu nữa không nữa, con cũng không biết con làm sao nữa. Không giờ đó, thì có ai nói câu đó không? Nói hoài nói nhiều lắm. Tôi gặp nhiều người nói kiểu đó luôn. Mình nói mình nghe tức cười đó. Ủa mình không biết mình sao? Đương nhiên là mình không biết mình rồi. Nhưng mà cái tâm ý tu hành của mình, cái quyết chí tu tập của mình, cái ý hướng cuộc sống của mình, chẳng kể mình không có lập ra được. Mình không có một cái hướng định gì trong cuộc sống ở ngày mai à. Thì sống giống như bèo dưới sông vậy, trôi nước lên thì mình trôi lên, nước xuống mình trôi xuống vậy. Nước lớn nước rồng là tùy nước, thì mình cứ lên đên trên mặt nước vậy là được rồi. Lúc nào cũng bám bám, cũng hút hút một miếng dinh dưỡng gì đó để mình sống. Chứ mình cũng không biết mình thì sao hết. Rõ ràng là cái hướng định chúng ta không có, thì làm sao chúng ta trụ trong chánh pháp được? Chắc chắn là không thể trụ trong chánh pháp, chúng ta có thể lay đổ bất kỳ giờ phút nào. Nếu mà một lần nghiệp xảy ra, thì đời chúng ta coi như là mất cái phương hướng. Chúng ta không có giữ được mình nếu mà không có một lập trường vững vàng. Cho nên muốn mà an trụ được trong chánh pháp thực sự, với cái buổi ban đầu gọi là sơ cơ học đạo đi, chúng ta nói người sơ cơ học đạo đi, thì ít ra chúng ta cũng phải nên lễ Phật để chúng ta xin làm sao? Xin được chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền gia bị và gìn giữ con. Đời này và mãi mãi những đời sau con được an trú trong chánh pháp của Như Lai. Đừng có bị cái hoàn cảnh nào làm cho con lay đổ, làm cho con xa lìa chánh pháp. Ít ra chúng ta phải xin đó hằng đoạn, gọi là lập chí, lập nguyện để cho mình vững cái đó. Nó có những cái bước mà chúng ta phải lập nguyện, mà nguyện để trở thành một cái lực cho chúng ta sống trong suốt cái lộ trình sanh tử của mình là lớn chứ không phải nhỏ. Nhưng mà lúc chúng ta mới thì chúng ta cần có những cái nguyện này để nó tạo thành một cái gì đó, nó thành một cái định hướng cho chúng ta từ đây tới ngày mình thành Phật. Tạo những cái nền tảng sống thực sự, chứ nếu không dễ bị lung lay lắm. Bây giờ cả cái hội trường này nếu mà nhìn kỹ ha, bây giờ quý vị nhìn kỹ ra, nhìn kỹ nơi tâm mình có chắc chưa? Chắc từ đây tới suốt đời mình an trú trong chánh pháp không? Giờ chắc cho rồi hết đời này qua đời sau mình an trú được không? Đời này thì chơi giỏi lắm rồi hết đời. Gán gượng rồi có thể là bỏ qua số điều mắt lóc tai ngơ, số chuyện gì đó để mình cố gắng mình làm, mình gắng sống ở trong Phật đạo cho nó xong hết đời. Nhưng mà cái nội lực công phu, cái trí tuệ cũng như là cái phước đức của chúng ta để có thể đưa chúng ta đi đúng con đường của chánh pháp là một cái gì đó mà kết tinh cả bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp tu tập của chúng ta, chứ không có đơn giản. Thật ra đời này nếu mà mình thấy rằng mình chưa vững vàng thì quý vị cố gắng, không? Cố gắng lại Phật cho nhiều. Xin phát tâm phát nguyện hàng đêm, xin được cái năng lực của tiêu Phật cho Đại Bồ Tát gia trì hộ niệm cho mình, gìn giữ bảo hộ cho mình ở yên trong lòng của chánh pháp. Không có bị hoàn cảnh làm xa lìa, xa rời, không? Phú tài giả so vương được giải thoát môn, tăng trưởng phước đức của tất cả chúng sanh khiến họ luôn được khoái lạc.
Cái vị này thì lại có một cái điều hay là cái gì? Làm cho chúng sanh được tăng trưởng cái phước đức. Nếu mà chúng ta được gặp người này là chắc mình sướng lắm. Chơi với họ một thời gian, mình từ cái phước người cái mà chơi với họ một đoạn, cái mình có cái phước là lên tới cõi trời. Có khả năng tăng trưởng phước đức mà. Chơi ổng mình bắt đầu mình ước nguyện á, chơi ước gì tôi có đủ điều kiện, tôi làm được cái việc phước gì lớn quá tôi về cõi trời có ở. Ví dụ như bây giờ thì ổng sẽ hướng dẫn mình làm tất cả những cái điều để tăng phước lớn về cõi trời ở. Ví dụ như có một cái đại lễ lớn rồi đó, chư tăng tụ hội đông, đúng không? Dụ mình đem hết tiền của cúng dường trong cái đại lễ đó, trong đó có một hai vị thánh tăng vậy đó, yêu cầu có ông thánh là kể như mình lên tới đó mình ở lên tới cõi trời. Không, một lần thôi, một lần, tức là nếu mà gặp vị phú tài này là kể như mình yên tâm rồi. Chỉ cái là mình không có gặp được, với lại mình không có tin, không có cái gì, không có cái duyên để mình được gặp những cái người này. Ông này thì luôn luôn tạo điều kiện cho chúng ta để chúng ta tăng trưởng cái phước đức của mình. Bây giờ mình đang không có chuyện gì làm, gặp vị này cái là tạo điều kiện để cho chúng ta có chuyện để chúng ta làm. Chúng ta làm thì chúng ta có được kinh tế đầy đủ sung mãn, cái bắt đầu rủ chúng ta đi làm phước, đi làm từ thiện, đi làm gì đó, thì cái phước chúng ta tăng từ từ, tăng từ từ thì kinh tế chúng ta, phước chúng ta tăng thì kinh tế chúng ta thoải mái, rồi chúng ta có nhiều điều kiện làm phước hơn, cái từ từ cái phước chúng ta tăng. Nhưng quan trọng là khi gặp người này mình quyết tâm mình làm hay không cái đó. Ông này thì thừa sức để có thể làm cho chúng ta tăng phước rồi đó. Thế cho nên 11 mà gán coi, nằm mình tưởng tượng coi cái hình cái ông này là cái mặt sao, cái mình dễ ra mình đem về mình thờ. Có gì mình kêu ông đó, được phú tài dạ xoa mà hộ mình là không phải dễ rồi nha. Để coi hình như là cũng có một cái môn phái, là có một cái ông tên gì ta, cũng cái tên rồi giống như cái vị này gần giống như thế gì đó, phú tài nè. Thì khi mà thờ người đó trong nhà là dễ được trúng mánh lắm. Còn bên nguyên thủy thì chúng ta thờ cái gì? Luôn luôn là chúng ta thờ, rất là thích thờ ngài Sivali. Vị này phước ghê gớm lắm. Thì đây là hiện thân của những người mà thánh đệ tử Đức Phật mà nhiều phúc báo, khiến chúng sanh mà được gần gũi là tăng phước à. Nhưng mà đâu có dễ gì, chúng ta đủ duyên để gặp. Luôn luôn các vị luôn xuất hiện ở trần gian này chứ không phải là không có. Nhưng mà cái duyên để được gặp người này nè hay không á, duyên để được thân cận, để được vị này giúp đỡ mình, để trợ lực mình, để mình tăng trưởng phước lực hay không là một chuyện khác. Nhớ chưa? Chứ còn vị này thì luôn luôn có mặt á. Ra tới tối cứ ra trời đốt hương ha, hướng về phú tài dạ so vương, kêu phú tài dạ so vương mau mau tới giúp mình. Để cho phước đức mình tăng trưởng mỗi ngày, để mình có thể đủ phước, đủ đức làm được những cái tâm nguyện lành mà mình muốn làm trong đời này mà lâu nay mà làm không được, thì vị này sẽ tới giúp. Khi nào mà chúng ta đốt nhang giữa trời mà nghe nhột nhột cái ót là tới rồi đó. Nghe lạnh cái chân sống là tới rồi đó. Cho nên chúng ta thấy là trong cái tất cả những cái việc tu tập của mình đó, từ cái việc làm phước cho nên cái việc thiền định tới cái việc mà khai mở trí huệ của chúng ta, gần như là tất cả các cõi các vị đều có cái người để trợ lực, chứ không phải là không có. Đây là điều mà chúng ta thấy. Dạ xoa thì cũng có vị đó là gìn giữ mình, bảo hộ mình trong chánh pháp, cũng có người là làm cho mình tăng trưởng cái phước báo vân vân. Gần như là không có cái đường nào chúng ta tu tập không có các vị hộ đó. Đó là cái điều mà chúng ta nên tin. Thấy chưa? Cho nên nếu mà chúng ta luôn giữ vững cái tâm của mình ở trong Phật đạo, trong chánh pháp là được rồi. Còn chuyện khác có người lo. Chứ đừng bây giờ chúng ta tu, chúng ta sợ là chúng ta thiếu đói. Sợ thiếu đói là chúng ta sai rồi, không cần sợ cái đó. Quan trọng là sợ gì? Sợ chúng ta dụng công sai với chánh pháp. Đó là sợ thiệt, đi trật đường rầy rồi thì người khác sẽ hộ chúng ta, mà hộ chúng ta đi xuống dưới ghê kìa. Đẩy chúng ta đi sâu xuống dưới ghê. Nhưng mà khi chúng ta thực hiện đúng cái chánh pháp rồi thì các vị hộ pháp Long Thiên ở tất cả các cõi đều hộ trì, hộ vệ, gìn giữ chúng ta liền. Cho nên khi chúng ta phát tâm phát nguyện trước Tam Bảo á,
ngay cả cái ngày đầu chúng ta quy y thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta dự buổi lễ quy y được một cái sự khai tâm của một cái vị mà có chánh pháp, để chúng ta phát tâm quy y với trọn cái tâm nguyện là theo con đường chánh pháp của Như Lai thôi, chưa có, mình coi như là chưa có biết cái gì, nhưng mà chúng ta chỉ đến Tam Bảo chúng ta phát nguyện là đi theo con đường chánh pháp của Đức Phật ngay từ đầu nha, từ cái ngày đầu xin quy y á, chúng ta đừng có cái tâm khác. Thì vậy là bắt đầu nó khai mở con đường thiện rồi á, bắt đầu khai mở rồi. Nhưng mà ít lắm, ít có cái người ngay cái ngày đầu mà phát tâm quy y Tam Bảo với những cái tâm nguyện đúng đắn. Cho nên rồi chính cái việc khai tâm ban đầu theo cái hướng nào chúng ta lần lần đi lệch, đi lệch. Tại vì mình mở đường theo cái lối khác, nó không có phù hợp với chánh pháp. Thật ra là nếu mà chúng ta chưa có một cái lần phát tâm phát nguyện một cách chín chắn trước Tam Bảo thì chúng ta nên làm lại. Mỗi ngày nào đó chúng ta phải gìn giữ cái tâm mình, cái thân mình cho thực sự thanh tịnh ha, yên ổn, an lạc. Rồi mình đến trước Tam Bảo xin được lại Phật, phát tâm phát nguyện lại cho cái việc tu tập của mình. Lâu nay tại sao mình tu nhiều chục năm không thay đổi được miếng nào mà còn có cảm giác bị lui sụt, nó còn phiền não nhiều nữa. Cái việc làm Phật sự mình ở đâu nó cũng bị đen tối ở đó. Cái việc tu tập không có công phu nào mà chúng ta thành đạt hết. Thì phải coi lại cái hồi chúng ta phát tâm tu tập làm sao. Nó có một cái gì đó nó chưa có chuẩn, có một cái gì đó nó chưa có chính xác, khiến chúng ta càng đi thì chúng ta càng bị lệch. Phải coi lại. Chứ nếu mà tu Phật Pháp chúng ta thấy là từng ngày cái trí chúng ta mở, càng lớn tuổi nào cái trí tuệ càng sáng chừng đó. Hồi xưa nói trước 25 tuổi đúng không? Ví dụ như người ta nói là trước 25 tuổi á, thì người cha chấp nhận người con khôn hơn mình. Nhưng mà sau 25 tuổi rồi con sống sau cha một ngày là con thua cha một ngày. Cái ý kiến của người xưa là như vậy. Có nghĩa là sao? Cái tuổi trước 25 nó không bao giờ nó nghe chuyện phải quấy vậy đó. Nói gì nó cũng có thể cãi bướng nữa. Thì nó thắng người ta nó mới chịu, thua nó không chịu, cho nên cha chấp nhận đầu hàng. Nhưng mà đến tuổi 25 mà đủ cái đầu, đủ cái trí tuệ để thấy đúng, thấy sai rồi á, thì lúc đó mày phải biết rằng mày sống sau tao một ngày là mày thua tao một ngày. Có nghĩa là càng sống lâu chừng nào thì nhiều trí tuệ, nhiều kinh nghiệm chừng đó. Thì ở trong Phật Pháp cũng vậy. Nếu chúng ta được khai mở đúng đắn rồi, chúng ta được học đạo đúng đắn rồi, và cái quan trọng là chúng ta được khai tâm đúng, được phát nguyện, phát tâm đi theo con đường chánh pháp, thực thụ ngay từ bước chân đầu tiên. Thì kiểu gì, nhanh hay là chậm mà thôi, chúng ta cũng dần hồi bước đúng với con đường Phật đạo. Còn nếu như chúng ta phát tâm phát nguyện có một cái gì bị lấn cấn, bị lệch lạc, bị pha trộn cái gì ở trong tâm của mình á, chúng ta sẽ hiểu mọi cái lệch hết. Và chúng ta sẽ đi thấy bên ngoài là chúng ta tinh tấn tu tập, nhưng mà những cái thành tựu công phu của chúng ta là gần như đi con đường khác. Kỳ lắm. Đạt được định thì chúng ta cũng yên định như người ta. Nhưng mà cái định của Phật nó là con đường khác, còn mình định thế kiểu tà định nó sẽ tăng trưởng cái công lực. Ví dụ như bây giờ mình cũng thấy rõ ràng là những cái vị mà có cái năng lực, gọi là có năng lực chút, thì có thể điều phục, điều khiển người khác, nói người khác nghe. Thì khi mình thấy một người khác nói có ngàn muôn người nghe và đi theo, thì mình liền phát khởi gì? Nó khởi cái tà tâm của mình à, cái người này nếu mà nếu mình luyện được cái này là ai mình muốn nói là họ phải nghe hết, mình muốn điều khiển được ai thì người đó sẽ nghe lời. Thì hai cái này đã khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ở cái chỗ là người kia họ có cái đức tu của họ cảm hóa, còn mình đó là luyện để thành công cái công phu tà, vẫn điều phục được một người, vẫn nói người khác nghe, vẫn có quần chúng đông, nhưng mà đó là tà tâm. Mà cái đó cũng phải dùng hết tất cả những năng lực tu tập thiền định này nó ra kia của mình mới có được cái điều này. Trong khi người kia hiểu đúng chánh pháp để họ đạt được những cái định sau, họ phá trừ những cái vô minh hôn áo của mình, những cái hơn thua để đạt được cái sự an lạc,
Và tâm an lạc đó là một bể nước mát cho chúng sanh tắm mát ở trong đó, thì đó là một chuyện khác. Cái đức tu tập và một cái năng lực của tà, hai cái này nó không giống nhau. Giống nhau ở chỗ là một bên là cảm phục được do cái đức để cảm độ người ta, một bên là người ta điên cuồng để đi theo vì cái năng lực của tà. Họ cũng thu hút quần chúng ghê gớm đúng không ạ? Không có đơn giản đâu. Nên ra là khi phát tâm phát nguyện mà chúng ta không có nhìn lại mình để mình rột hết những cái lận cận ở nơi tâm á, thì càng đi sâu Phật Pháp càng nguy hiểm. Nguy hiểm lắm, không có đơn giản đâu. Nên bây giờ nếu mà mình nhìn lại tâm mình, phải không? Kể từ lúc mình đi theo đạo Phật, mình phát tâm gì? Mình phát nguyện gì? Mình phát khởi cái lòng chí thành của mình đối với Phật đạo ra làm sao? Có phù hợp chánh pháp chưa? Nếu chưa thì chúng ta nên loại trừ để bắt đầu lập nguyện trở lại mà tu hành. Thà là đi lại bước đầu tiên mà nó đúng, còn hơn là bước ngàn bước mà nó đã sai. Dù là chúng ta đã công phu kiểu gì, nếu mà chúng ta đã sai thì nên lẹ làng chấn chỉnh lại, để mình có một bước duy nhất mà đúng chánh pháp. Rồi mình nhắm mắt cũng được, nhưng vẫn là những bước chân phù hợp với chánh pháp, thì mới an trú lâu trong chánh pháp đời này kiếp nọ, chứ nếu không rất là nguy hiểm. Thành ra cái người học đạo chúng ta trước khi mà đi vào công phu chuyên môn á, trước khi chúng ta muốn dụng công tu tập thiền định, hoặc là trước khi chúng ta muốn nhập thất. Có những người nhập thất chúng ta thấy là chỉ cần vô một tuần mọi chuyện biến chuyển hết, nhưng có người nhập 10 năm mà không thấy gì. Chúng tôi vừa nghe một vị thầy của một ông thầy kia, tức là có một vị thầy kia nương một cái tu viện nhập thất 10 năm mới ra. Tôi gặp sư phụ của vị này, tôi hỏi là đệ tử thầy nhập thất 10 năm làm sao thầy? Ông nói không được gì hết trơn thầy ơi. Nhưng câu nó buồn thảm như thế, vị thầy rất là thất vọng, chờ đệ tử mình tới 10 năm lận chứ đâu có đơn giản đâu. Vị thầy rất là đặc biệt, có đệ tử là cho đi thăm học các nơi và cho đi vào một cái nơi tu tập lớn có tiếng tâm á, thì xin được nhập thất 10 năm. 10 năm rồi, đủ 10 năm rồi đi ra. Mới ra hồi mấy tháng vừa rồi. Như là cái gì? Không được gì hết. Được ở yên tự nhốt mình 10 năm trời. Kể ra cũng ngon hơn mình. Ngon mình là không có đi lung tung. Không đi lung tung được 10 năm. Chứ được gì? Nên tôi mới nói là với cái việc nhập thất, thứ nhất là cái người hành giả đó, cái trí tuệ như thế nào mà nhập thất, nhận cái pháp Phật ra làm sao, và khả năng hành trì cái gì. Còn không á, thì vị đó phải gặp một cái việc có đủ cái năng lực để có thể dẫn dắt tâm linh. Chứ còn hãy nhập ngàn năm ở một cái môi trường mà cái vị đó không biết gì hết, cất thất cho người ta lũi rồi đó, ta ở thôi thì được cái gì. Ngàn năm sau ra cũng còn nguyên đó, bệnh còn hơn nữa. Tại vì sao vậy? Hết phước là bệnh đổ ghê gớm. Ăn một ngày mà chúng ta không có tu á, thì rất là nguy hiểm. Cho nên nhập thất nếu mà chúng ta tu đúng một ngày thôi là gần như trời đất rung chuyển, chứ đừng nói là cõi nước nè. Nhưng mà không có là ở trong năm ra cũng là chừng đó. Thành ra nói với cái chuyện chuyên môn, với tôi khi một người nhập thất là đủ cái độ chuyên môn. Phải nói là thiện căn rồi phước đức rồi nhân duyên đủ, và được cái sự khai thị của một người rất chuyên môn về cái pháp của mình đang tu, và người đó phải chịu trách nhiệm về cái chuyên môn này. Tại vì sao? Khi tôi dụng công là 3 ngày tôi thay đổi ra, tôi hỏi ông không biết là nghỉ chơi không thèm nhập thất với ông á, đi liền ra khỏi thất liền không thèm chơi nữa. Chứ đừng nói mà khi mà nhập thất 5-10 năm cũng không ai rà soát được công phu mình tiến làm sao, mình không tiến làm sao không ai biết, thôi nhập thất đó để làm cái gì. Khi đã nói là cho một người nhập thất dưới cái tầm quản lý của mình thì mình phải đủ hết tất cả những cái điều cần thiết khi người ta chuyển đổi công phu. Ví dụ như muốn cho họ tu theo pháp môn niệm Phật là mình phải đủ kinh nghiệm về cái chuyện niệm Phật. Nếu mà cho họ tu thiền mình đủ tất cả những cái kinh nghiệm về thiền,
và cần mình có thể khơi mở người ta, cần mình có thể chỉnh đốn người ta, cần mình có thể ngăn chặn cái sai trái của người ta trong tất cả những cái bước đường công phu, thì khi đó thì mới nên cho người ta nhập thất với mình. Đừng thấy nhập thất là quay cái vô đó nhập thất 50 năm ra được cái gì. Nói thì nếu mến lòng nhiều người, nhưng mà nhiều người làm cái chuyện thừa thải. Mới cái bữa thứ bảy này gặp hai cái vị sư cô từ ở Đà Lạt xuống rồi nhờ tôi hướng dẫn bệnh này nó ra kia. Tôi kêu tháng sau quay lại, nó không được luôn, đi xuống thầy là lần sau cuối. Tôi nói ủa sao kỳ vậy, con không xuống thầy được nữa. Tôi nói ủa sao kỳ vậy, con về con sắp xếp nhập thất luôn, con không ra thầy ơi. Tôi nói trời đất ơi, đang bệnh như vậy nè, nội cái bệnh này không nó đủ làm mấy cô lưng tưng rồi, mà vô mà nhập thất đừng gặp ai tưng luôn nữa, mốt đốt thất ra chứ không phải không phải đi bộ ra. Trời đất ơi, không có biết cái gì nữa, gì cái bệnh không biết điều chỉnh mình ra làm sao cho mình hết bệnh, mà còn đòi công phu chuyên môn, còn đóng cửa không tiếp người, thôi thua rồi. Tôi nói theo tôi á, nói ra thì cô nên sám hối trước Phật là con rút lại cái lời phát nguyện nhập thất suốt đời đi. Cái đó tôi nói nghiêm túc rồi nha, rút lại cái lời phát nguyện này để con đi cầu học các vị thiện tri thức, các vị minh sư. Khi nào con vững được cái pháp tu rồi lúc đó sẽ phát nguyện. Và ít ra trong khi mình quyết tâm để mà nhập thất quyết tử thì mình phải có một cái người thầy của mình ở bên ngoài chịu trách nhiệm tâm linh của mình cho suốt cuộc đời này. Và những cái biến chuyển của mình là chắc chắn vậy này, có khả năng giúp đỡ thì lúc đó hả phát nguyện nhập thất chuyên tu. Còn không thì đừng có bao giờ làm, đừng nghe chùa đẹp đẹp cái cảnh giới đó, nó thích thích cái khí hậu ngon ngon rồi vô đó nhập thất, vô đó coi chừng mất mạng như chơi. Ở yên hết đời đi, cho tới khi tịch ở trong thất đi được cái gì, giá trị gì hết đó. Nên là đối với chuyên môn là chúng ta phải gần như rà soát lại hết đó. Phải dùng cái từ là phải rà soát lại hết tất cả những phát tâm phát nguyện, từng cái bước chân của mình từ ngày mình vào chùa tới giờ phút này, chúng ta vào chùa với cái gì, với cái tâm nguyện gì, chúng ta phát khởi cái tâm tư gì khi chúng ta bước vào chùa, và những cái tâm tư tâm nguyện đó bây giờ nó có hợp với chánh pháp chưa. Sau một thời gian tu, sau một thời gian học của mình, mình rà lại coi có cái gì đúng, có cái gì sai, cần phải điều chỉnh lại một cách chuẩn mực nhất. Ở khi chúng ta học đạo, chúng ta đã học nhiều rồi, những cái hiểu biết về chánh pháp này nọ kia chúng ta cũng đã hiểu nhiều rồi, thì mình rà soát lại cái tâm mình có chuẩn hết chưa. Chuẩn thì ok, tiếp tục đi như vậy, nhưng mà không chuẩn là phải chỉnh. Chúng ta phải tìm đủ mọi cách để chúng ta chấn chỉnh lại mình, để mà trước khi nhắm mắt chào đời, phải không, ít ra mình cũng yên tâm rằng mình đã làm được tất cả những cái gì cho chánh pháp. Dù là một hơi thở cuối cho chánh pháp, chúng ta cũng quyết tâm chúng ta làm mới được. Chứ còn nếu mà bây giờ mình tu mà nó biết mình chánh hay mình tà nó là thua rồi. Đó, dụng công mà tôi hỏi bây giờ có chắc mình để theo đúng cái chánh pháp mà cũng chưa biết. Thầy ơi cứ làm đại để rồi tới đâu tới. Tu mà cứ kiểu đó là không có được rồi. Không có trí tuệ mà đòi dụng công là thua. Đang bệnh tùm lum mà đòi là chuyên tu cho tới. Tôi nói là cái người mà phát tâm tu tập, bây giờ nhìn lại cái lịch sử đi. Đức Phật là một người mạnh khỏe đến cái độ gì, dương cung bắn một cái thấu bảy cái trống đồng, bảy cái mặt trống đồng, trong khi lực sĩ chỉ bắn thấu có ba mặt trống đồng thôi. Tức là cái khí lực người ta tràn ngập như vậy mới nói cái chuyện là tầm đạo giải thoát. Bệnh mà lê lết nói chuyện tầm đạo giải thoát là khó rồi nha, không phải dễ. Phát nguyện rồi nhập thất mấy tháng để ăn trị bệnh thì được. Bệnh quá rồi bây giờ đi lung tung ăn bậy không có kiềm chế thì ăn uống kỹ ở trong đó để trị bệnh thì ok, không có gì để bàn hết á. Nhưng mà nó đóng cửa nhập thất chuyên tu trong lúc đang bệnh mà không biết là mình ăn vậy nó có đúng để nó hết bệnh hay không thì cũng chưa biết. Rồi uống thuốc như vậy nó có đúng thuốc chứ chưa biết luôn. Rồi việc tu dụng công làm sao thì cũng chưa rành mà đòi đóng cửa là cái như kẹt lắm. Cho nên có rất là nhiều cái người quen, phải nói như vậy, người quen có khi á là bàn với tôi cái việc nhập thất, tôi khuyến khích tôi ủng hộ liền. Có những người bàn tôi cản, mà cản nhiều hơn là ủng hộ. Từ trước giờ cản nhiều hơn, tại tôi chưa gặp ai có đủ cái khả năng để có thể vô thất chuyên tu mới chết. Chưa có, ít lắm. Tôi nhớ cách đây cũng mười mấy năm có một thầy từ trên núi xuống. Hình như lúc đó là nghe chúng tôi giảng cái bản kinh Kim Cang từ năm 96 rồi nhớ. Biết sao lọt tay thầy. Đang nhập thất đó nha, đang thất xin bể thất, ra thất,
xuống rồi nói tôi nói thiệt cái thầy mà công nhận cái thầy này dụng công ghê gớm, khí lực lớn lắm, nói chuyện ngầm mầm như sư tử vậy. Lâu quá rồi không gặp lại, không biết giờ nó thành cái gì rồi. Nhưng mà nói chuyện cái tôi có vẻ mà phải nói là gần như là không còn dính gì cái chuyện trần gian, chỉ là cái chuyện mà chuyên tu được giác ngộ giải thoát thôi. Thì khi mà nghe bản kinh Kim Cang của tôi giảng thì thấy là có một kiến hay kiến giải, hy vọng là có cái khả năng chuyên môn để giúp ổng trước khi ổng vô thất trở lại. Phá thất ra nha, công nhận cũng dữ. Đang vào thất cũng 3 năm rồi đó chứ, phá thất ra kiếm. Thì sau cái cuộc trao đổi rồi thì mừng lắm. Đi về nói là chào thầy, tôi đi về không hẹn ngày gặp lại. Mà ổng nói ổng lòng thiệt á, tức là tôi vô thất cái kỳ này á, thì đó là một đó là tôi ngộ đạo tôi ra gặp thầy, hai là tôi cũng không biết là tôi ở tới chừng nào, nhưng mà không ngộ đạo là không gặp thầy. Bây giờ không gặp thì không biết ngộ chưa thì chưa biết. Thì chưa biết, không có gặp lại nay cũng hơn 10 năm rồi, còn trẻ lắm, mà phải nói là một trong những người mà quyết tâm á. Tôi dành một ngày ra để nói chuyện với thầy, một ngày một đêm luôn á, nói chuyện với thầy đó. Thì sau một ngày một đêm trao đổi thì thầy tu tập mà tới giờ không gặp lại. Đó thì ít ra nó cũng phải có một cái gì á, về nội lực, về công phu, về kiến thức, về tất cả những cái kinh nghiệm mà ở trong cái chân trời Phật đạo mình phải đủ, gần như là trang bị đầy đủ cái gì? Trí tuệ và phước báo, hai cái này phải đủ. Chứ nếu không mà còn khập khểnh một cái gì mà vô thất dễ bị, phải nói là dễ bị sa sút. Phước không đủ thì nó không có giữ mình ở yên chỗ. Trí không đủ thì khiến cho mình thấy lệch lạc, thấy lệch một cái là tàn hết tất cả những phước báo lâu nè. Nó là một cái điều rất là khó. Lực hoại cao sơn dạ xoa vương, được giải thoát môn tùy thuận ức niệm, xuất sanh trí lực quang minh của Phật. Trời, ông này ghê gớm không? Ông này được cái môn giải thoát là gì? Tùy thuận cái ức niệm. Ghê gớm vậy, tức là không phải một niệm, hai niệm, ba niệm, mà là ức niệm xuất sanh trí huệ quang minh của Đức Phật. Ông này chắc ông Phật ông thành hồi nào rồi. Bây giờ xuống làm lực hoại cao sơn dạ xoa mới ghê gớm. Trời, một cái môn giải thoát mà tùy thuận tất cả những ức niệm xuất sanh trí huệ quang minh của Phật thì đâu có cái trí huệ nào hơn đâu. Tức là cái khả năng của ổng là gì? Tùy thuận tất cả những cái niệm mà phát sanh trí huệ. Đức Phật phát sanh trí huệ gì thì ổng có được cái trí huệ đó. Hiểu chưa? Đức Phật có cái quang minh nào thì ổng có cái quang minh đó. Đức Phật thấu hiểu chân lý kiểu gì thì ông này cũng thấu hiểu chân lý kiểu đó. Cứ là tùy thuận tất cả những ức niệm phát sanh trí huệ quang minh của Phật. Ôi dạ sao mà có người cỡ này thì quá rồi phải không? Nếu mà lỡ mình có gặp thì nên quỳ xuống đảnh lễ, không phải là sợ không giết mình, nhưng mà đó là mình cầu trí huệ thật sự á. Chứ là gặp dạ xoa là mình cái là hai đầu gối đứng không mới vững đâu. Nhưng mà gặp dạ xoa kiểu này rồi là chúng ta cũng nên quỳ gối đảnh lễ, tại vì ông này là ghê gớm đến mức độ là tùy thuận tất cả những cái niệm của Đức Phật, mà những cái niệm xuất sanh trí huệ quang minh, những trí huệ sáng, những trí huệ giác ngộ của Đức Phật tới đâu thì ổng lại tùy thuận tới đó. Ghê như vậy đó. Tức là Phật mà giác ngộ giải thoát, ổng cũng được giác ngộ giải thoát, chứng quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác thì ổng cũng tới luôn. Thì rõ ràng là Phật thành Phật là ông này cũng thành Phật rồi. Mới có đủ cái sức này, chứ còn như một vị Đại Bồ Tát là không có đủ sức này đâu. Thì vậy là trong cái cõi mà dạ xoa này, có một người này nãy giờ mình học là coi như là siêu xuất nhất rồi đó. Người ta có thể tính hơn mấy vị chư thiên trước luôn, mà chưa có ông chư thiên nào mà ghê gớm đến mức độ này. Mà được cái môn giải thoát này là phải nói là thánh thánh, chứ không phải là phàm bình thường nữa. Mà hiện thân làm dạ xoa, hiện thân làm dạ xoa. Thì vậy là trong tất cả các cõi chúng ta thấy không? Đây là vị dạ xoa dương, tức là vua của các loài, các cõi á. Thường là họ có một cái phước đức gì đó họ mới làm vua một cõi một loài. Phước đức đó không phải là phước đức bình thường, mà đã từng tu tập gì gì đó rồi họ mới làm vua được một cõi, loài một cõi. Nhưng mà nó có những loài có những cõi xấu, có những loài xấu ác như quỷ dạ xoa này. Vậy mà các vị mà Đại Bồ Tát lại xuất hiện để mà tu tập, mà lại có những người có trí tuệ quá, phải nói là quá tuyệt vời. Nó ít có cái này
Trong cái số các vị Bồ Tát làm sao mà không biết có cái ông nào mà so sánh được cái lực quại cao sơn dạ xoa này không á, từ trước giờ là chưa có. Vì đâu mà đủ sức để mà thuận theo ức niệm phát sanh trí huệ quang minh của chư Phật trời. Nếu mà chúng ta được cái duyên lành để gặp người này thì thay gì không, gặp Phật ra đời thì gặp ông này dễ hơn nè. Ông này để là nó xuống tới cái cõi dạ xoa là gần gần mình rồi đó. Rồi ngày nào mà chúng ta được cái duyên lành gặp người này, người này đã thuận theo ức ức niệm phát sanh trí huệ và quang minh Đức Phật, tức là đã có cái khả năng để mà thấu hiểu được tất cả những cái điều Đức Phật đã hiểu, đã được giác ngộ như tất cả những điều Đức Phật đã giác ngộ, chứng tam minh lục thông như Đức Phật đã chứng tam minh lục thông, thì thành cái bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứ không phải người phàm, nhưng mà hiện thân làm dạ xoa thôi. Thật ra các cõi cũng có các vị đại Bồ Tát tới rõ ràng, chúng ta thấy rõ ràng. Lúc đó Đa Văn Đại Dạ Xoa Vương thừa oai lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng dạ xoa, rồi nói kệ rằng: chúng sanh tội ác đã quá sâu, trăm ngàn kiếp qua chẳng thấy Phật, trôi chìm sanh tử thọ khổ nhiều, vì cứu chúng sanh Phật xuất thế. Thường là những cái kệ này là những cái lặp lại những ý trước. Thật ra cái này nó cũng không có ý gì mới, chúng ta có thể đọc lướt qua. Đây thì vị này cũng thấy tất cả chúng sanh đã cái gì đó, vì nghiệp chướng, vì tội ác quá sâu dày, cho nên trôi lăn trăm ngàn kiếp không thấy được Phật Pháp, vì sanh tử khổ não nhiều, cho nên Đức Phật ra đời để cứu độ thôi. Như Lai cứu hộ các thế gian, tất cả chúng sanh hiện trước họ, dứt khổ luân chuyển hết sợ lo, tự tại âm vương đã ngộ nhập. Hôm nay thì do cái công phu tu tập đã thấy được cái gì, thấy được là cái việc mà Đức Phật xuất hiện để cứu hộ thế gian ấy. Thấy nha, chứ không phải là tưởng tượng nữa, bằng trí tuệ, bằng công phu thấy được. Ví dụ như cái thời mà Đức Phật đã xuất hiện trong cõi này, ông thấy được. Thì vậy là ông có mặt trong cái thời nào? Có mặt không phải là một thời của một Đức Phật đâu á. Cho nên Đức Phật xuất hiện cõi đời này cứu hộ thế gian, ông thấy. Đức Phật xuất hiện ở cõi nào, ông này ông thấy. Thì cái khả năng, cái trí tuệ người này nó cũng là tự tại đối với các cõi rồi. Cho nên Đức Phật cứu hộ ở đâu, người này thấy hết. Và tất cả chúng sanh hiện ở trước Phật như thế nào, vị này thấy. Và được Đức Phật cứu hộ rồi, dứt cái khổ, hết cái sự luân chuyển, hết sự lo sợ như thế nào, vị này thấy. Tức là thấy được Đức Phật vì thương để xuất hiện ở trần gian để cứu độ. Thấy được một chúng sanh được hiện trước Đức Phật, và thấy được cái lời dạy của Đức Phật, cũng như thấy được sau cái lời dạy Đức Phật, người này thức tỉnh, người này giác ngộ, hết lo sợ, là vị này thấy được luôn. Thật ra về cái trí tuệ người này cũng phải nói là rất là sâu. Chúng sanh tạo ác nghiệp chướng nhiều, Phật dạy lý màu khiến rõ biết, ví như đèn sáng chiếu thế gian, nghiêm trì xoa vương đã được thấy. Cái này cũng thường, không có gì mới. Thuở xưa nhiều kiếp Phật tu hành, xưng tán mười phương tất cả Phật, nên có tiếng đồn lớn cao xa, đại trí huệ vương được biết rõ. Nên nó giống vị chư thiên trước là đã thấy được Đức Phật gì, đã khổ hạnh trong cái muôn vạn kiếp, thì vị này cũng có khả năng đó. Nhiều kiếp tu hành của Đức Phật là vị này thấy biết được. Thì vậy là cái thời mà tiền thân của Đức Phật là vị này có mặt rồi. Vậy là tới giờ này mà vị này chuẩn bị nhập hội Quan Nghiêm là đã từng thấy biết quá nhiều đời nhiều kiếp về quá khứ của chư Phật, chứ của Đại Bồ Tát, phải không? Nếu mà chưa thành Phật thì là một vị Bồ Tát. Khi mà hành cái hạnh, khổ hạnh là thuận hạnh, nghịch hạnh gì đó, trong vô lượng hạnh của một vị Bồ Tát để mà đi tới chứng quả Phật, thì vị này thấy biết hết rồi. Nhờ trí tuệ công phu như thế nào đó, vị này nó xuất hiện trong các cõi, các nơi mà Đức Phật tu như thế nào ha, nhiều kiếp tu tập của Đức Phật khổ hạnh ra sao, là vị này thấy biệt hết. Trí huệ như không vô lượng biên, pháp thân rộng lớn bất tư nghì, do đây mười phương đều hiện thân, diệm nhãn chúa vương quan sát thấy. Tức là vị này thì có khả năng là thấy cái gì nữa, không thấy chuyện bình thường mà
thấy cái trí huệ của Đức Phật á, rộng lớn mênh mông giống như hư không. Rồi pháp thân của Đức Phật bất tư nghì. Trời ơi, thấy được trí huệ rồi thấy được pháp thân của Đức Phật. Do vậy thì sao? Mười phương đều hiện tiền, thấy cái sự hiện tiền các pháp thân của Đức Phật tràn ngập khắp ở hư không pháp giới mười phương này. Có nghĩa là người này ở đâu? Ở trong cái cảnh giới mà như hồi sáng mình nói là trong cảnh giới Như Lai mới có thể nhận rõ được Như Lai. Thì Đức Phật trí huệ cỡ nào vị này thấy, pháp thân rộng cỡ nào vị này cũng thấy, rồi mười phương đều hiện thân như thế nào vị này cũng thấy. Nếu mà ông ở chính phương thì ông thấy nổi mười phương của Đức Phật đâu, phải không? Cho nên là người này là cái người đang ở trong cái chân trời tự tánh mênh mông trùm khắp mười phương pháp giới này, mới có thể thấu hiểu được là hiện thân của Đức Phật khắp mười phương pháp giới như thế nào. Chứ còn lơ mơ là chúng ta sẽ không hiểu nổi. Trong tất cả loài diễn diệu âm, thuyết pháp lợi ích vô lượng chúng, tiếng Phật đến đâu khổ dứt trừ, kim cang nhãn vương được phương tiện. Thì đa phần các cõi mà tu tập tốt họ đều thấy được điều này, đúng không? Tức là bây giờ, hồi nãy là ở cái phần trước cuối cái phần Long Vương, phải không? Cái phần Long Vương thì cũng có một cái vị là tiếng Phật làm sao? Thông các loài. Như ở đây là sao? Trong tất cả loài diễn diệu âm. Hai này cũng không khác nhau cái gì. Về mặt lý luận là nó khác nhau về kiểu ngôn ngữ thôi. Nhưng mà vị này cũng thấy được cái âm vang của Đức Phật, cái diệu âm của Đức Phật thông tất cả các loài các cõi. Cho nên là thiền định sâu phải thấy được điều này. Chúng ta không thấy được điều này là chứng tỏ rằng cái huệ chúng ta nó chưa tới đâu á. Chỉ thấy là Đức Phật nói theo kiểu ngôn ngữ mười phàm mà để lại mấy quyển kinh thì trí tuệ chúng ta không có nhiều, phải không? Khi mà đạt được cái trí tuệ sâu trong thiền định rồi là chúng ta phải thấy được cái điều này. Và khi chúng ta thấy được Đức Phật điều này á, thật ra thì chúng ta cũng phải ở cái loài, ví dụ như bây giờ mà chúng ta công phu thiền định đạt tới một cái đỉnh cao nào đó để chúng ta thấy được Đức Phật đang nói pháp ở Ấn Độ mà các vị chư thiên cõi trời đế thích có thể nghe được bằng ngôn ngữ cõi trời đế thích, thì lúc đó chúng ta ở đâu? Chúng ta cái thiền định chúng ta tương đương với mấy ông trời ở trên đó để nó nghe thiệt, tức là thấy thiệt, thấy biết thật sự ở các cõi các loài đồng cái ngôn âm của Đức Phật đi tới. Vị này cũng có khả năng là thâm nhập tất cả các loài các cõi để có thể nghe ngôn âm Đức Phật đi tới từng loài từng cõi hết, chứ không phải là hiểu theo cái kiểu tưởng tượng nữa. Và gì nữa, những người như vậy thì họ cũng có khả năng thiền định để có thể sử dụng cái ngôn âm của họ đi các loài các cõi luôn. Cho nên đạt được cái định của Đại Thừa thì những người này có cái năng lực này. Đạt được định lực Đại Thừa là thừa sức này. Thật ra những người tu học á, có nhiều khi họ đạt được cái độ sâu của thiền định rồi trong một đêm tới sáng cái phước lực của họ là không còn ai có thể đo lường được là như vậy. Tại vì đó lúc mà họ nhập trong này rồi là trong chừng một khải móng tay thôi là họ làm Phật sự các cõi rồi. Chứ không phải đợi tới ngày Chủ nhật mới thuyết pháp như mình mà đi thuyết pháp khắp tất cả các loài các cõi trong vòng một khải móng tay thôi. Kinh hồn như vậy mà. Như vậy là trong một tiếng đồng hồ người này là thuyết hàng muôn bài pháp cho hàng hà sa số cõi nghe rồi. Để cái phước lực là lớn kinh hoàng, không có thể nhỏ được. Ở đây thì vị dạ so cũng thấy được âm thanh Đức Phật đi các loài. Cái hay là ở chỗ đó. Hồi xưa đầu tiên chúng tôi nói điều này chúng tôi ngợ sợ mình nói sai. Quý vị nghe để coi tôi nói cái này hồi lúc nào ta. Như là cái lúc bắt đầu tôi nói Đức Phật mà có khả năng cái ngôn ngữ Đức Phật sử dụng ngôn ngữ gốc mà thông các cõi cũng như các vị Bồ Tát thông các cõi là từ bản kinh rồi. Ai nhớ không? Hình như từ bản Diệu Pháp Liên Hoa hay gì á. Thì nó cách nay mười mấy năm rồi. Như vậy là lúc đó tôi cũng sợ á, nhưng nói nhưng mà cũng lo lắm. Làm mà nói lệch. Như tới giờ phút này đọc kinh Quan Nghiêm này là mình tự tin. Tự tin là tôi nói hồi xưa cách đây mười mấy năm nói chuyện này rồi.
như là nó khoảng năm 2007, sau cái lần nhập thất 2007 á, thì mình thấy rõ điều này, thấy rõ, rất rõ cái điều này. Không phải là tưởng tượng, lúc đó là không có xài cái tưởng nữa rồi. Rồi mình thấy cái năng lực, cái định lực trong cái khoảnh khắc đó đó. Trong khoảnh khắc định lực đó thì rõ ràng là có rất là nhiều cái cõi giới biết tới. Cái ngôn ngữ của thiền định đó, mà mình dùng cái từ là ngôn ngữ gốc á, ngôn ngữ nó chưa có xuống thành chúng sanh loài người hay là loài nào hết trơn á. Ngôn ngữ đó không phải ngôn ngữ của loài nào mà đó là một loại ngôn ngữ gốc của tất cả chúng sanh đều thông với nhau bằng ngôn ngữ đó. Cho nên khi mà chúng ta lìa cái riêng tư của một chúng sanh, chúng ta rớt trong cái cảnh giới mà không còn là chúng sanh nữa, thì chúng ta sử dụng được loại ngôn ngữ này. Rõ lắm. Và thâm nhập trong cảnh giới là ùng ùng các vị Bồ Tát các nơi về, sáng rực một cái vùng trời thực sự. Và khi mà họ về tới, họ chạm tới cái năng lực thiền định của cái người mà đang ở trong cảnh giới định đó, là họ bùng vỡ để họ sáng thêm. Cho nên chỗ đó sáng lại càng sáng, sáng lại càng sáng, sáng lại càng sáng một cách rất lạ thường. Bởi vì khi mà khai mở là sẽ bừng sáng, khai mở là bừng sáng, khai mở là bừng sáng, mà hằng hà sa số các vị được khai mở để bừng sáng như vậy. Mà cái người nhập trong thiền định là không có động lưỡi để nói câu nào. Đó là điều đó là một điều rất là đặc biệt trong thiền định, mà thiền đại thừa mới có được cái khả năng đó. Thì sau đó thấy rất rõ về cái ngôn âm của Đức Phật thông các cõi, thông các loại. Loại ngôn ngữ gốc có khả năng đó. Cho nên mà hiểu về một cái bài pháp Đức Phật mà cho đủ hả, là thực sự chúng ta sẽ quỳ xuống mà đảnh lễ Đức Phật hằng hà sa số kiếp chưa đủ. Chúng ta không đủ lực để có thể hiểu hết một thời pháp của Đức Phật đâu. Chúng ta không có đủ lực này, không có đủ trí này, trừ trường hợp là ở trong cái đại định kia, thì lúc đó mình thấu hiểu được Đức Phật nói cái kiểu gì cho các cõi. Thấy rất rõ là Đức Phật không dùng cái ngôn ngữ giống như bộ kinh Quan Nghiêm này. Cái thời Đức Phật thuyết bộ kinh Quan Nghiêm này là Đức Phật không dùng ngôn ngữ người phàm. Không phải nói được tiếng mà Sanskrit rồi tiếng Pali gì đâu, không phải như vậy đâu. Không phải là tiếng Nam Phạn, Bắc Phạn rồi theo cái kiểu người ta dịch ra. Nhưng mà sau này Ngài Long Thọ đã nhập lại vào cái định đó rồi á. Vào cái định là không không gian, không thời gian á, thì Ngài bắt đầu mới xuất định á. Xuất định thì Ngài bắt đầu viết lại, thuật lại cái bản kinh này. Và được chuyển ngữ thành ngôn ngữ của cái loài người của mình, để bây giờ chúng ta mới có bản kinh. Còn ở trong cái cảnh giới thiền định đó là cái ngôn ngữ không phải cõi phàm. Cho nên chúng ta là đang học, phải không? Đang học một bản kinh mà lúc Đức Phật thuyết là không phải dùng ngôn ngữ người phàm, mà được người thông dịch từ tiếng này, tiếng nước này qua tiếng nước kia là chuyện quá nhỏ, đúng không? Thông dịch từ cái ngôn ngữ gốc cỡ cảnh giới của Thánh Hiền mà thành ngôn ngữ người phàm thì từ xưa giờ cũng không có, trong lịch sử chỉ có Ngài Long Thọ thôi. Hiếm có ông tổ nào làm được chuyện này lắm. Trong cái hàng mà tổ sư á, thì rõ ràng Ngài Long Thọ có thừa sức nè. Cho chúng ta được học hai bản kinh, một là bản này, thứ hai là bản gì? Bản kinh Thập Thiện. Nhưng mà nói cái điều này nó không có cái gì để có thể chứng minh. Cho nên cái lúc mà mình nói là quá đơn phương, phải không? Quá đơn phương, không có gì có thể chứng minh được cái điều này, khiến cho người ta nói mình là cái gì, tưởng tượng cái gì đó. Nhưng mà bắt đầu chúng ta đọc kinh Hoa Nghiêm này thì được nhắc tới rất là nhiều lần. Từ Quỷ Dạ So La Sát cũng nói, rồi Long Vương cũng nói, rồi các vị Càn Thác Bà cũng nói, các vị Chư Thiên cũng nói, là mỗi một cái cõi được hiện thân trong cái cảnh giới này đều có thể nói Đức Phật bằng cái việc là gì? Là ngôn âm của Đức Phật thông đồng các cõi. Ngôn âm, diệu âm đó thông đồng các cõi. Thậm chí là từ lỗ chân lông của Đức Phật phóng vào luồng hào quang để sao? Chiếu khắp tất cả các cõi mười phương, là tạo thành cái ngôn âm khai thị trí đại Bồ Tát cho chúng sanh khắp pháp giới để nghe. Thì khi mà người ta thấy đúng, thấy đến rồi, người ta sẽ thấy được điều này. Đó là một cái điều rất là đặc biệt. Thành ra khi mà chúng ta tưởng tượng lại, nếu mà chúng ta đọc lịch sử nhân loại, nhìn theo cái nhìn của loài người á,
Thì chúng ta tưởng tượng lại là trước khi Đức Phật thuyết pháp thì các vị tỳ kheo đảnh lễ thưa thỉnh này nọ kia đó, chúng ta có thể dựng thành phim thành ảnh theo cái tưởng tượng của loài người chúng ta được. Nhưng mà có cái gì vượt hơn bằng cái ngôn ngữ đó, hoặc là lúc Đức Phật thuyết pháp ra làm sao, trong những cảnh giới tâm linh ở rất sâu, để sử dụng những cái loại ngôn ngữ của các cõi á, các loài á, thì rõ ràng người phàm chúng ta không ai có đủ sức để ghi nhận. Và rõ ràng cái điều này Ngài Long Thọ cũng âm thầm làm, chứ thực sự là cũng không có một vị Bồ Tát, một vị Tổ nào nói cái điều này. Hiếm lắm, hiếm ai có thể nói được điều này ở trong cái cõi người này. Chỉ có những cái vị này nói thôi, không? Nói trong kinh thôi. Thế còn nói mà sẽ sử dụng những cái ngôn ngữ mà vượt phàm để thuyết một cái bài pháp mà được chuyển ngữ từ cái cõi, sử dụng bằng cái ngôn ngữ gốc để mà chuyển thành cái ngôn ngữ người phàm để ra một cái quyển kinh như thế này, thì chúng ta thật sự là chúng ta chỉ biết kính ngưỡng lễ lại thôi, chứ còn hiểu thì thật sự mình cũng không hiểu nổi. Mình không đủ cái đầu, không đủ đầu để hiểu. Rồi tin chắc điều này nó sẽ có là cái phước chúng ta lớn rồi đó. Chúng ta tin, tin không? Tin là Đức Phật, khi mà Đức Phật ngồi yên đó mà Đức Phật sử dụng hằng hà sa số cái loại ngôn ngữ tới hằng hà sa số cõi để khai thị chúng sanh không? Tin vậy thì rõ ràng là khi Đức Phật ra đời không phải là Tam Tạng kinh điển nữa, mà là hằng hà sa số kinh điển cho tất cả các cõi nghe để mà học. Và tin chắc rằng là chính Đức Phật sử dụng cái ngôn ngữ này trong cảnh giới Tỳ Lô Giá Na để ra cái bản kinh Hoa Nghiêm này. Nếu chúng ta không có đủ cái tin, cái hiểu này thì rõ ràng là chúng ta sẽ bị lung lạc trong cái trí tuệ của mình. Cho nên rõ ràng là Đức Phật, cái khả năng trong tất cả các loại diễn thuyết Phật Pháp của Đức Phật là tới tất cả các loài. Mà hay ở cái chỗ là mình thì khác, ví dụ như mình hiện ở cái pháp hội này để mình nói, nếu mình không có khả năng đó thì mình chỉ hiện ở đây mình nói thôi, mà chỉ có một chỗ thôi, chỗ khác là không có mình. Nhưng mà đặc biệt á, vừa cái diễn nói cái diệu âm đó để xuất hiện trong cái cõi trời, thì chúng sanh trong cõi trời đó liền thấy Đức Phật in tượng như ngồi đối diện với họ để thuyết pháp cho họ nghe. Đó là một điều kỳ diệu của Đức Phật nữa. Tức là Đức Phật luôn xuất hiện trong tất cả những pháp hội thính chúng, trong tất cả cõi giới mười phương để khai thị. Thì điều này không có một người Bồ Tát thứ hai có thể làm được đâu. Nói bởi vì ngày xưa mà khi chúng ta đi học, chúng ta nhớ có một lần chúng ta học các phái giảng sư, nó có một câu hỏi là cái sự khác biệt về trí tuệ và năng lực của Đức Phật so với vị A-la-hán như thế nào. Mà môn hòa thượng bây giờ ông tịch rồi, ông khó tánh nhất trong cái lớp giảng sư đó, chưa bao giờ cho ai quá 12 điểm mà tôi được 19 điểm. Tôi nói chuyện kiểu trên trời này nè. Không hết đường, không chống, chống tôi 19 điểm luôn. Hết đường để phê bình. Ông nói cái chuyện là thiền định về lục thông này nọ này kia, đúng không? Thì đương nhiên là mình sẽ nói về cái tam minh lục thông, nói lướt qua về tam minh lục thông. Ví dụ cái minh Đức Phật là đạt tới cái đâu là hơn vị Bồ Tát, đạt tới cái đâu là hơn vị La Hán, đúng không? A La Hán là đạt tới cái tam minh là tam minh gì, và cái khả năng tam minh vị A La Hán tới đâu, khả năng tam minh của vị Bồ Tát tới đâu, và khả năng tam minh lục thông của một Đức Phật tới đâu. Thì mình phải phân biệt được cái đó, và cũng có xém xém mấy cái này một chút nữa, nhưng mà không dám nói nhiều, để thấy rằng rõ ràng là khi Đức Phật thuyết pháp là gần như không có một cái thời gian nào tạm ngưng thuyết pháp của chư Phật, Đức Phật của mình cũng như chư Phật mười phương. Đây là điều mà tất cả chúng sanh khi mà chúng ta tu tập, chúng ta cảm được cái lực này, mình mới thấy rõ ràng là Đức Phật phải nói là hết cái ngôn từ của tam giới này để có thể ca tụng và lễ lại được. Mình dốc lòng kính ngưỡng Đức Phật bằng tất cả những sự tôn kính, khi thấy được là Đức Phật gần như không có một khoảng hở nào mà Đức Phật không chuyển pháp luân khắp tất cả các cõi nước cho tới giờ phút này. Tới giờ phút này Đức Phật vẫn đang, phải nói là vẫn đang chuyển pháp luân vô thượng. Nhưng mà cảm nhận được cái lực này, cảm nhận được điều này, và cảm nhận được cái ngôn âm này của Đức Phật đang thuyết cho chúng ta nghe, mà không phải trong cái khoảng không gian ở nơi hiện tại chúng ta là có cái ngôn ngữ của Đức Phật của mình đang giảng đâu à, mà khắp chư Phật mười phương vẫn đang thuyết diễn Phật Pháp.
Chứ đừng có bao giờ nghĩ nhờ Niết Bàn là nín thinh luôn, rồi giống như một người tịch cái là hết làm Phật sự theo cái kiểu phàm phu của mình đó. Mình nghĩ là bây giờ Đức Phật theo 80 tuổi nhập Niết Bàn rồi thiêu để lại xá lợi rồi Đức Phật hết đường rồi. Tới vậy là xong rồi đó, củi hết lửa tắt rồi đó. Ai mà nói kiểu đó đem người đó đi đốt để cho tắt cho rồi. Chứ người Đức Phật chưa bao giờ có cái chuyện mà củi hết lửa tắt. Đức Phật tiếp tục làm việc Phật sự mà không phải là ở đời đó đâu, mà trước khi Đức Phật thành Phật, khi đã là một vị Đại Bồ Tát mà ngay cả cái chuyện mà đang ở trong thai vẫn tiếp tục giảng dạy cho chư Đại Bồ Tát ở mười phương nghe. Chứ là không có lúc nào mà gián đoạn cái chuyện thuyết pháp độ sanh của Đức Phật hết á. Đừng nói tới Đức Phật thành Phật, mà trước khi Đức Phật thành Phật mà cái chuyện mà ghê gớm nhất là chung qua thai á. Thì Đức Phật không phải là ở trong thai, là ở trong tử cung của bà mẹ, mà Đức Phật đang ở trong lầu các Di Lặc để khai thị cho các vị Đại Bồ Tát khắp mười phương thấu hiểu chánh pháp. Đó mới là cái chuyện ghê gớm. Thật ra cái năng lực của các vị Bồ Tát, các vị Phật thì rõ ràng là chúng ta dùng cái đầu chúng ta không thể hiểu được đâu. Nghe thì mình thấy mình có thể chấp nhận, nếu lý luận chắc chắn mình có thể chấp nhận, mình có thể tin. Nhưng mà tin đó, chứ mà chưa có chắc chắn, chưa có đủ cái độ mà phải nói là tuyệt đối tin về điều này. Nếu mà ở đây chúng ta tuyệt đối tin rằng cái ngôn ngữ Đức Phật thông tất cả các cõi, các loài, thì cái phước chúng ta lớn lắm rồi. Nói như vậy tức là chúng ta thấy được một cái gì đó về Đức Phật nó cao xa hơn, chứ không phải Đức Phật xuống đây làm người nói chuyện theo cái kiểu loài người của mình thì tầm thường quá. Đó giống như bây giờ trong cái mùa hạ Đức Phật lên cái cung trời Đao Lợi, thì rõ ràng là Đức Phật đã có một lần hiện thần biến tướng cho mình thấy là Đức Phật lên cung trời thiệt, đúng không? Cũng có một cái lần Đức Phật xuống Long Cung thiệt. Đó là một cái cách mà Đức Phật chỉ muốn gợi ý để thấy rằng cái năng lực tự tại của Đức Phật là muốn đi cõi nào Đức Phật đi à. Mà chuyện đó trong lịch sử loài người từ xưa giờ cũng không hề có à nha, đúng không? Không có nghe ông giáo chủ nào trong cái cõi này có khả năng đó, chỉ trừ Đức Phật thôi à. Thì vậy là trước mặt chúng hội, trước mặt lại chúng tỳ kheo ni, u bồ tát, u bồ tát, Đức Phật bay lên trời thuyết pháp trong ba tháng hạ cho bà gì? Mẹ của mình phải không? Hoàng hậu Ma Gia ở trên cung trời Đao Lợi nghe. Nói thì lên tới cung trời Đao Lợi thôi. Nhưng mà thật sự á, theo cái hiểu của mình lúc đó Đức Phật bay lên cõi trời. Tại vì ai cũng thấy Đức Phật bay đi mà, phải không? Và ai cũng thấy Đức Phật xuống Long Cung, chuyện đó là trong lịch sử đã có rồi nha. Cái chuyện này không có cái kêu ngoa, cái này trong Phật giáo Nguyên Thủy không có thể chối từ cái chuyện này của Đức Phật đâu. Nhưng mà đó là cái nhìn của phàm. Mà nó mà hiểu Đức Phật như vậy tức là cái hiểu theo kiểu phàm phu á, hiểu theo cái nhìn của cái loài người của mình. Nhưng mà nếu chúng ta vượt qua khỏi cái tầng tâm thức của cái loài phàm phu như mình, thì mình sẽ thấy Đức Phật không phải mà xuất thân đi đó đâu. Không phải như vậy, không phải có một lần như vậy, chứ không có. Và Đức Phật cũng không có cực để mang thân đi vậy trong một lần đó. Mình nhìn thấy Đức Phật nằm ngủ qua đêm, phải không? Nhưng mà Đức Phật đã đi đến hằng hà sa số cõi để thuyết pháp rồi. Thấy Đức Phật đang ngồi thiền định đó, chứ Đức Phật đi thuyết pháp khắp tất cả các nơi rồi, phân thân thiên ba ức rồi, không? Đức Phật là cái người mà thừa sức để phân thân đến các cõi. Thành ra là cái ngôn âm của Đức Phật, cái diệu âm của Đức Phật tới tất cả các cõi là chuyện thường. Phải nói là thường thường hơn là cái chuyện ăn cơm nữa. Ăn cơm thì ngày mấy cử, chứ Đức Phật không có ngưng được cái khoảng nào để mà đi các cõi thuyết pháp hết đó. Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy là gần như chư Phật chưa từng có một khoảng sát na ngơi nghỉ cái việc làm lợi ích chúng sanh. Nếu mà nói cho đúng từ ngữ kiểu phàm của mình á, thì Đức Phật chưa từng có một lần ngơi nghỉ cho tới giờ phút này, không có. Và bài pháp của Đức Phật luôn luôn vang động khắp pháp giới mười phương này cũng chưa hề tắt mất lần nào. Chỉ một cái là mình bị nghiệp che, mình nghe không nổi thôi. Cho Đức Phật lần luôn luôn thuyết pháp á, chúng ta bị cái nghiệp dày quá, chúng ta nghe không nổi thôi. Chứ còn lời pháp Đức Phật chưa hề tắt mất trong không gian này, vẫn còn vang 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 suốt trong không gian này với tất cả những pháp hội chúng sanh khắp pháp giới luôn, chứ không phải là cõi người của mình nữa. Đó là điều mà chúng ta phải hiểu, cũng tập hiểu theo cái kiểu đại thừa đi. Không, từ xưa giờ mình học mình hiểu theo cái kiểu nó nhỏ quá, bây giờ mở cái đầu ra hiểu theo cái kiểu lớn ấy, để mình có thể tin được là lúc nào Đức Phật cũng có thể nói pháp cho mình nghe. Không, lúc nào Đức Phật cũng có thể nói pháp cho khắp
tất cả các cõi nghe. Và chúng ta cũng tin rằng cái thời pháp Đức Phật lãnh luôn vang động khắp không gian này, chưa từng tắt mất lúc nào. Chưa có một khoảnh khắc mà chư Phật, chư Đại Bồ Tát nghỉ ngơi trong khắp pháp giới mười phương này lần nào hết. Tới cảnh giới đó không có chuyện nghỉ trưa mệt mệt nằm ngủ giấc thức dậy thuyết pháp tiếp như mình đâu. Không có chuyện đó. Nhưng mình phàm phu chúng sanh rồi mình xài cái thân này, nó có năng lượng khúc rồi, lúc nó hết năng lượng rồi cái cần nghỉ ngơi khôi phục. Chư Phật thì không có tràn trề năng lượng khắp pháp giới này, chưa từng nghỉ lúc nào đó. Cho nên không có chuyện mà dừng cái việc thuyết pháp độ sanh, không có dừng cái chuyện cứu độ chúng sanh muôn loài. Tất cả nghĩa rộng rất lớn sâu, Phật dùng một câu diễn thuyết được. Giáo lý như vậy khắp thế gian, Dũng Kiện Tý Vương đã ngộ được. Mấy cái ông giả so này ghê gớm. Phải dùng cái từ lại như vậy, trí tuệ mấy ông thực là siêu phàm rồi. Chúng ta mới thấy nè, tất cả những nghĩa rộng lớn và rất sâu màu đó, Phật dùng câu nói hết. Ai có khả năng này, ai có khả năng trong thấy được một câu nói của Đức Phật mà là vô vô lượng nghĩa xứ này? Chỉ có các vị mà đại đại Bồ Tát mới thấy nổi. Cho người phàm như mình thấy Đức Phật nói một câu đó mình hiểu có bao nhiêu đó, hiểu nghe Đức Phật nói một câu, đọc kinh ở trong kinh câu đó là chúng ta hiểu cái nghĩa đó là cùng, đúng không? Chúng ta đâu làm sao chúng ta hiểu hơn cái câu nói Đức Phật đang nói trong kinh. Dù cho chúng ta có hiểu câu nói trong kinh thì chỉ có một câu đó là có nghĩa đó thôi. Nhưng mà đến cái mà mức độ mà cái trí tuệ chúng ta nó khai thông rồi á, Đức Phật có một câu một thôi là diễn thuyết tất cả những cái chân lý. Thì rõ ràng là khai thông trí huệ rồi mới đủ cái tầm này. Sao mấy ông giả so ghê gớm vậy không biết. Phải nói là ghê gớm thiệt á. Mình nghe quỷ vậy là cho la sát là mình hơi ớn ớn không? Nghĩ là một cõi xấu, nhưng mà thật sự trí tuệ cỡ cái tầm này thì chúng ta đã đốt nhang rồi kính lễ chứ không phải là quỳ lại sợ người ta ăn thịt. Không phải là sợ nữa mà quá kính đi, quá nể để mình thấy rằng cái trí tuệ các vị này siêu đến cái độ là đủ sức để có thể thấy Đức Phật nói một câu à. Và rõ ràng Đức Phật chưa nói câu thứ hai. Chúa cuộc đời Đức Phật chưa nói một câu nữa, chưa nói trọn một câu nữa. Cho nên ở trong kinh đó, Đức Phật là từ khi ở cung trời Đâu Xuất giáng thần nhập thai cho tới khi tu hành thành đạo, cho tới khi nhập niết bàn, ở khoảng giữa đó ta chưa từng nói lời nào hết đó. Chưa từng nói một lời nào hết mà khắp tất cả chúng sanh ở pháp giới nó đều nghe và hiểu, chứ không phải có Tam Tạng kinh điển như bây giờ nha. Không có nói chuyện Tam Tạng kinh điển, nói chuyện Tam Tạng kinh điển để lại cõi người là cái chuyện quá nhỏ cho cái việc làm Phật sự của Đức Phật. Chúng ta nên thấy như vậy. Thấy không? Đối với một Đức Phật mà có Tam Tạng kinh điển như cái loài người của mình là thiệt nó nhỏ nhỏ không biết kiểu nào mà mình có thể đem ra so sánh được. Không có cái gì để đáng nói trong cái cuộc đời của Đức Phật. Nói về Đức Phật thì nói Đức Phật có mấy trăm hội rồi thuyết pháp ở cái chỗ này chỗ kia đồ trần chân đất rồi để lại mấy quyển kinh đó thiệt quá nhỏ đối với Đức Phật. Khi mà thấy hiểu Đức Phật và khen tặng Đức Phật như vậy là không có đúng được cái tới đâu hết đó. Cho nên mà vị dạ so này mà thấy được cái điều này thì thật sự đáng để chúng ta kính nể thiệt đó. Chúng ta tu đó một ngày nào đó đi, chúng ta sẽ thấy rằng á, một câu nói thật sự của Đức Phật mình có thể giảng từ sáng sớm tới chiều tối, chiều tối giảng tới sáng, sáng tới chiều và hết kiếp này và hàng ngàn muôn kiếp khác mình giảng không hết được cái ý nghĩa Đức Phật nói trong một câu kinh. Thì lúc đó mình sẽ ngộ được là gì? Tất cả nghĩa rộng lớn sâu xa Đức Phật dụng câu nói hết rồi. Khi nào chúng ta nhận được điều này? Ở trong lịch sử thì cũng có một cái vị mà giảng cái câu là diệu pháp liên qua kinh nó mất mấy tháng á. Nhưng mà chưa, cỡ chừng đó thì cũng chưa có đủ cái độ cỡ như vậy. Chưa có đủ cái độ sâu đây. Đó, khi nào mà chúng ta thấy là một câu, một lời, một chữ mà Đức Phật nói ra ở trong tất cả bản kinh nào, chứ không phải là đợi tới bản kinh Đại Thừa, mà nó vô lượng nghĩa xứ, mà nói hoài suốt cả đời này qua đời kiếp khác, nói hoài nó không hết, cho tới khi chúng ta thành Phật rồi mới đủ sức thấy hết, nói hết những cái điều mà Đức Phật đã nói một câu. Thì chừng đó mới được gọi là khai ngộ Phật đạo á. Tới lần đó mới gọi là khai tuệ Phật đạo thật á. Nhưng mà ở đây ông Dũng Kiện Trí Vương nó ngộ được cái điều này. Ghê vậy. Tức là ổng thấy được là một câu nói thôi, dụng câu thôi, diễn thuyết được tất
cả những cái nghĩa lý, tất cả những chân lý mà nó hiện khắp trong pháp giới mười phương này. Vô lượng chúng sanh chấp đạo tà, Phật dạy chánh đạo bất tư nghì, khiến khắp thế gian thành pháp khí, dũng địch quân vương rõ biết được. Thì cái này là thường ha, cái này không cần phải nói nhiều. Bao nhiêu phước nghiệp của thế gian, tất cả đều do Phật quang chiếu. Phật trí rộng lớn khó nghĩ lường, phú tài xoa vương được giải thoát. Chúng ta tin nổi cái bài này không? Bao nhiêu phước nghiệp của thế gian, tất cả đều do Phật quang chiếu. Tin không? Hỏi thiệt là chúng ta tin không? Ví dụ như giờ mình có phước để mình được đi xe nè, có phước mình ở nhà đàng hoàng nè, mình có phước mình ăn cơm ngon, có phước mặt đẹp nè, đều do Phật quang chiếu. Tin không? Ai dám tin này đưa tay lên. Đúng không? Mấy người xuất gia còn tin không nổi nè. Mà tin không có nổi điều này là chưa có một chút trí huệ nào của Phật đạo hết. Tôi nói thật, đáng buồn, xin thành thật chia buồn. Khi một người mà có một cái chút nếm được cái hương vị Phật đạo rồi đó, người ta thấy rất rõ điều này. Bây giờ mình còn hít còn thở đây là do Phật quang chiếu tới. Chúng ta có được một miếng phước đức giữa trần gian này là do chư Phật ban cho. Chúng ta nên thấy điều này đi. Và ai thấy được điều này rồi là nên yên tâm là mình đã ở yên trong chánh pháp, không có bao giờ đi ra được hết. Tất cả những hành động, những cử chỉ, những cái phước nghiệp của chúng ta có trong đời này là do Phật quang chiếu. Đừng có nói tu thiền là tôi tự lực, cái gì cũng tôi hết. Mấy cái người mà có cái máu thiền lôm cơm đó đó thì đem để đánh hết đi. Cho nên là cái gì đó là cũng mình, cái gì là cũng tôi, tức là làm dày cái bản ngã mình lên. Đó là cái điều mà chúng ta phải thấy. Cho nên chúng ta phải thấy rõ được là tất cả những cái phước nghiệp của mình đang có ở trong cuộc sống hiện tại này là do Phật quang chiếu á, do năng lực của chư Phật đó. Chúng ta sống được một ngày bình yên, chúng ta ngồi ở đây từ sáng giờ bình yên, và chúng ta sẽ còn bình yên cho hết cuộc đời này là gì? Là nhờ Phật quang chiếu á, nhờ năng lực của chư Phật á. Chứ mình không có được, mình không có đủ sức để giữ mình ngồi yên ở đây đâu. Đâu phải trong cái khoảng chúng ta đang ngồi ở đây là không có cái gì khác hơn lực của Phật. Đủ hết tất cả những năng lực, có thể là dặn cần cổ chúng ta xây lợn sau lưng để nghe pháp không chừng. Nhưng mà sao? Nhưng mà nhờ cái lực của Phật, các vị thánh hiền giữ cho chúng ta quay mặt lại đằng trước á. Nhưng mà chúng ta đâu có tin nổi, đâu có hiểu nổi cái lực này đâu. Tức là những cái lực tà để có thể làm ảnh hưởng, làm xoay chuyển cái đời sống của chúng ta là gần như cũng tràn ngập trong không gian này. Những cái sự bất an không có lúc nào không xảy ra trong không gian này. Nhưng mà chúng ta được bình yên ngay tại đây. Rõ ràng là chúng ta không nhờ cái lực của Phật là chúng ta không có những khoảnh khắc này rồi. Nên thấy hiểu rất rõ điều này để chúng ta yên tâm là chúng ta đi đâu cũng được gì được. Phật quang chiếu mình. Không có lúc nào bây giờ tôi nằm ngủ tôi cũng được hưởng cái Phật quang của Phật nữa. Như vậy mới ngon. Nói cho mình rất là yên tâm, rất là tự tin để sống trọn trong chánh pháp của Đức Phật. Để rồi tất cả những phước nghiệp mà được phát sanh, nếu mà chúng ta tiếp tục tu hành thực hiện đúng cái chánh pháp Đức Phật thì phước nghiệp chúng ta được sanh khởi, được lớn lên trong cái dòng gì? Trong cái dòng hào quang của chư Phật. Và rõ ràng là đã nói là từ đầu hào quang chư Phật là sao, đã chiếu khắp mười phương pháp giới mà. Trong một cái lỗ chân lông của Đức Phật phóng ra hào quang vô lượng đã chiếu khắp mười phương pháp giới này rồi. Thì mình ở ngoài đó được sao? Bởi vì người nào không tin đâu có trí tuệ đâu, xin thành thật chia buồn lần nữa. Không tin được điều này là rõ ràng không có chút trí huệ Phật đạo này hết đó. Chúng ta không dám tin rằng cái hào quang Đức Phật đang chiếu ở đây à. Học Phật lâu nay mà chúng ta không tin điều này thì rõ ràng là chúng ta chưa có trí tuệ. Tin mà tin chắc, thấy rất là rõ. Chúng ta không bao giờ đi ra khỏi được cái hào quang của Đức Phật. Không? Do đó cái phước nghiệp của mình đang có, mình đang thọ hưởng cái gì trong cái dòng sống này là Phật quang đang chiếu. Đang soi xét, đang thấy biết hết tất cả chúng ta để nâng chân đỡ bước cho chúng ta đi vào cái dòng sanh tử này. Đừng có bị khổ não nữa. Nó thấy rõ ràng là
khoảnh khắc nào chư Phật chư Đại Bồ Tát cũng bao bọc, cũng chở che chúng ta hết. Được như vậy chúng ta mới yên tâm tu tập chứ. Tại ra đừng có nói là tu cái pháp này mới được Phật phù hộ, tu pháp kia không được Phật là nói sai. Đức Phật là không, chúng sanh dù là chưa tu theo pháp của Phật cũng vẫn được sự bao bọc chở che của chư Phật nữa. Nhưng mà cái phước của mình được che chở kiểu nào thôi, không? Cái phước của mình được Đức Phật ban tặng cái gì, đó là cái phước riêng của mình. Cho nên cái phước nghiệp của chúng ta là luôn luôn được cái gì? Phước nghiệp của thế gian. Bao nhiêu phước nghiệp của thế gian tất cả đều do Phật quang chiếu. Chúng ta phải tin chắc câu này, học thuộc và phải tin chắc điều này. Chúng ta có bao nhiêu phước nghiệp hiện có trong đời sống đời thường của chúng ta, tin rằng cái đó không phải là do mình gây dựng nên đâu. Mình không có đủ sức để gây dựng những cái điều đó, mà tất cả đều do chư Phật. Cho nên mình làm được cái gì là gì? Là thừa thần lực của Phật, thừa uy lực của Phật, thừa phước báo của Phật. Chúng ta cũng thừa cái gì đó của Phật. Chúng ta là ta, chúng ta là người hưởng ké hưởng thừa, chứ không có cái gì là riêng của mình hết á. Mà được như vậy để chi? Để giải mã, giải trừ được cái ngã của mình. Chúng ta nên thấy như vậy để là làm mỏng đi cái gì? Cái bản ngã của chúng ta. Mình được thiền định chút của nó, tôi tu này giỏi lắm rồi, tôi định hơn ngày hôm qua rồi. Thấy chưa? Mình được có một chút phước báo, được ít danh tiếng rồi đó, tôi tu này cũng nhờ tôi lâu nay cực khổ làm Phật sự cho nên nhiều người biết tới tôi. Cái kiểu nó vậy đó, cái gì cũng có tôi hết, tôi riết thành cái núi tu di luôn. Thì đời này tôi chắc chắn là không có tới đâu rồi. Cho nên mình thấy, mình hiểu và mình đủ tự tin với điều này để chi? Để mình quá tán được cái ngã chấp của mình. Tất cả chúng ta phải ghi sâu cái câu nói này. Và đến một cái ngày đủ cái độ hiểu biết về câu này, đủ cái tự tin về câu này mà không còn có một cái mãi may nào đó nghi ngờ nữa, là biết rằng cái trí chúng ta phát sinh rồi đó, trí Phật đạo có. Chứ còn bây giờ nói thì đôi lúc chúng ta vẫn còn sanh nghi, đúng không? Chúng ta chưa có tuyệt đối tin hai câu nói này. Lặp lại nha. Bao nhiêu phước nghiệp của thế gian tất cả đều do Phật quang chiếu. Ghi đi, học thuộc lòng, và phải làm sao xây dựng đủ cái lòng tin với cái này, là không hề có một cái lợn cợn nghi ngờ về hai câu nói này, thì xem như chúng ta có trí huệ Phật đạo chút chút. Chút chút thôi chứ chưa có nhiều, nhưng mà ít ra mình phải thấy được cái điều này một cách rất rõ ràng trong đời sống đời thường, trong mọi sinh hoạt đời sống của chúng ta có cái phước nghiệp gì là rõ ràng là do Phật quang chiếu tới đó. Tin như vậy, hiểu như vậy, sống như vậy để chúng ta sanh thêm phước nữa. Còn không có tin, không hiểu, này là phước này là mình lấy ở đâu ra? Phước lấy ở đâu ra? Ở trong cái cõi này là cái cõi gì? Cõi dục. Cõi dục là cái vùng quản lý của ma ba tuần. Nếu mình không tin Phật chiếu mình thì ma ba tuần sẽ chiếu mình. Thiên ma sẽ chiếu mình. Bây giờ muốn ai chiếu? Phật quang chiếu hay là thiên ma chiếu? Để Phật quang chiếu để cho mình yên, đúng không? Thiên ma chiếu là nó sẽ cuốn chúng ta sanh tử vô vô lượng kiếp nữa. Nhưng mà nếu Phật quang chiếu là chúng ta sẽ đi theo con đường chánh pháp mai kia. Muốn ai thì muốn, phải không? Muốn được Phật chiếu thì muốn, còn muốn được ma chiếu thì muốn. Không tin hào quang của Phật chiếu thì sẽ gì? Sẽ được ma chiếu cố mình. Thiên ma chiếu cố chúng ta. Nhưng mà chúng ta thấy tới đây á, cái vị dạ so la sáng mà ở cái tầm trí tuệ này thì chúng ta mới thấy được cái gì? Là khắp cái pháp giới mười phương này, nếu mà nói là bạn lữ đồng tu thì mình là gần như đối với các cõi là nó không còn kẻ thù. Mình đối với chúng ta tất cả các cõi đều là bạn lữ, quỷ dạ so la sát đều là bạn đồng tu trên bước đường giác ngộ giải thoát của chính mình. Có khi là mấy ổng là sư sư phụ mình chứ không phải bạn đồng tu nữa. Tại vì cái trí tuệ cỡ này là thuộc bậc thầy rồi, đủ sức để có thể biết hết mọi điều như thế này, là chúng ta đáng tôn họ là sư phụ chứ không có là bạn nữa. Nó thành ra là làm sao mà đúng với câu phát nguyện là cùng với gì? Bồ Tát bất thối làm bạn lữ, phải không? Đạt tới cái trình độ đó là nó rất là khó. Ít ra thì cái bản kinh mà đại thừa như vậy là chúng ta trong đầu phải xóa sạch tất cả những cõi giới được là xấu, là quỷ, là ma, là ảnh hưởng, là phá phách này nọ nọ kia trong cái việc tu tập của chúng ta. Chỉ có một cái là gì? Sở dĩ chúng ta bị vấp ngã trong cái việc tu tập là do cái gì? Ma tâm của mình xuất hiện chứ không phải ma ngoài tới phá mình. Mình nên hiểu điều này.
Tức là những cái tà tâm, những cái tạp niệm, những cái xấu dở của mình không giải quyết cho nó triệt để mình suôn sẻ tiến bước trên bước đường Phật đạo. Chứ không có ai tới đây phá chúng ta hết. Nhớ đến kiếp xưa vô lượng số, Phật từ lâu xa tu thập lực, hay khiến trí lực đều tròn đầy, lực hoại cao sơn được rõ biết. Tức là đối với Đức Phật á, từ xa xưa đã từng tu tập đạt được những cái điều gì? Như trước nói là phát sanh trí huệ quang minh, mà cái ông này là ổng cho, ổng có khả năng là tùy thuận, có nghĩa là hòa nhập trí huệ quang minh của Đức Phật. Thì bây giờ lặp lại cái câu này. Lại câu này là đối với Đức Phật xa xưa đã từng tu trí lực như thế nào? Đã từng thấy biết ra làm sao? Được tròn đầy trí lực như thế nào đó? Thì vị này cũng thấy biết đủ như vậy, không có thiếu thốn. Đó là như vậy là chúng ta thấy ha, đến một cái loài gọi là quỷ dạ xoa. Nhưng mà ở đây không có dùng cái từ quỷ. Mình nghe cái từ quỷ là một cái gì gây gớm, mà bản kinh thì khéo léo không có dùng cái từ đó, mà dạ xoa thôi, chúng dạ xoa thôi. Thì chúng ta thấy là trong cái chúng dạ xoa này có một hai điểm rất là, phải nói rất là đáng kính, đúng không? Rất là đáng kính, đáng phục đó. Những cái trí tuệ mà tùy thuận phát sanh trí quang minh đó rồi. Để chúng ta đọc tới câu này tôi hơi bị giật mình, hiếm lắm. Giờ trước giờ cũng hiếm, phải nói là các vị Bồ Tát thì gần như có được khả năng này. Ví dụ như ở cái phần chúng ta học tiếp tới nữa thì chúng ta coi các vị Bồ Tát có vô lượng, vô biên tâm muội này nọ kia đó. Thì vô lượng tâm muội, vô biên vô lượng quang minh này nọ kia, nhưng mà cũng không biết là có cái ông nào là tùy thuận phát sinh tất cả trí huệ quang minh của chư Phật hay chưa. Thì chưa biết, chúng ta học tới biết, chứ còn đoạn trước là rõ ràng là không có rồi. Thì vậy là cái vị dạ xoa này trí tuệ quá, phải nói là quá tuyệt vời, quá thâm sâu, mà đối với chúng ta là một cái chuyện quá bất ngờ luôn nữa, phải không? Lâu nay nói tới dạ xoa là chúng ta hơi nghĩ không tốt, nghĩ không đúng. Loài này là phá chánh pháp rồi cản trở cái việc tu tập của mình, là hung dữ, là ác hiểm, vân vân. Nhưng mà thật sự khi học tới đây rồi chúng ta thấy không phải nữa rồi. Thấy chưa? Cho nên mà khi thâm nhập được cái hội Hoa Nghiêm rồi, là cái chúng hội Hoa Nghiêm là gì? Là khắp pháp giới mười phương ha. Pháp giới nào cũng có thể thâm nhập vào hội Hoa Nghiêm hết. Nhưng mà khi thâm nhập vào hội Hoa Nghiêm thì phải có những cái trí tuệ, ít ra phải có những cái trí tuệ mà như từ trước giờ, có những cái chứng đắc như từ trước giờ của các vị chư thiên, rồi các vị thần, các vị Long Vương, rồi các vị Dạ Xoa có. Thì chúng ta sẽ được chính thức dự hội Hoa Nghiêm. Nhưng mong là tất cả chúng ta sẽ ghi danh chính thức vào hội này ở một ngày nào gần nhất. Bây giờ chúng ta nghỉ ha. Thì chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô thành.
chân nếm trải đắng cay ngọt bùi đủ để yêu thương. Ôi nhân gian sao lắm mau muốn về, đêm làm sao nhân thế yêu ơi. Xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn Phật tổ oai linh, xin tạ ơn chư vị thánh hiền, xin tạ ơn đất trời sông núi, xin tạ ơn vũ trụ mênh mông, xin đa tạ xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ ràng, ánh đạo vang tỏa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn miên viễn, ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ dạng nghìn thu. Chân nếm trải đắng cay ngọt bùi đủ để yêu thương. Ôi nhân gian sao lắm mau muốn về, đêm làm sao nhân thế yêu ơi. Xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn Phật tổ oai linh, xin tạ ơn chư vị thánh hiền, xin tạ ơn đất trời sông núi, xin tạ ơn vũ trụ mênh mông, xin đa tạ xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Bây giờ đạo đời tỏ ràng, ánh đạo vang tỏa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn miên viễn, ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ dạng nghìn thu. Nếu ai biết ta bà vui đến thế,